quá. Chuyện gì vậy cả? Nhỏ quýnh lớn là sao? Mày súng con này, súng con này. Chạy đi. Cảm ơn. Trời, gì vậy? Ủa, tôi quýnh thằng nhỏ giúp anh mà anh còn ba tôi đó. Quỳnh tiếp đi bà. Vô gì? Tiếp đi bà. Quỳnh không chịu chạy. Đúng thật là sơn sát. Cha con người ta cũng nhảy vô là cái gì cũng biết. Ai ngờ cái thằng nhóc xíu vậy mà lại là cha của thằng bự con. Thiệt là giống tốt. Cái gì vậy trời? Khoan đã. Anh sợ đau lắm. Yên tâm, em rất là giỏi mấy cái vụ này. Anh phải để tâm lý thật là thoải mái. Bởi vì càng thoải mái thì càng dễ ra. Nghe em, anh mà căng thẳng, lắc qua lắc lại, chợt hứng một cái là chảy máu. Đau lắm đó. Nhưng mà thôi, cho anh xin cái điểm tựa nha. 1, 2, 3. Dừng lại. Tụi mày làm cái gì vậy hả? Đứng yên ngồi xuống. Đứng yên ngồi xuống là sao bác Tư? Là giữ nguyên hiện trường. Dạ. Bỏ cái tay ra. Mày làm cái gì mà rên cái gì hả? Dạ. Bác Tư nói giữ nguyên hiện trường. Tôi nói giữ yên thôi. Mày cầm cái đầu mày kéo vô làm cái gì hả? Mày làm cái gì hả? Một đứa là anh rể, một đứa là em vợ. Tụi mày làm cái gì mà nặng phọt ra rồi chảy máu cái gì hả? Dạ. Cái tay con bị sốc dầm á, cái con không biết làm sao cái. Mận nói là để Mận giúp. Dạ. Thôi con đi trước đó. Anh Thọ. Anh tía này. Tía cái gì? Tự nhiên hả, con đang chăm sóc cho anh Thọ, tự nhiên cái tía ra như cái khúc mà hả, gây cứng, không có nặng được cái gì hết trơn á. Con đi chăm sóc cho anh tiếp đây. Anh Thọ. Con nhỏ này. Còn cái thằng kia nữa. Nặng cái dầm mà nó rên hừ à. Không được, có khi nào tình chị duyên em không trời? Khổ ghê luôn thiệt. Alo, thăm hả con? Về quê gấp nha, công việc gì bận bỏ hết, bỏ công việc nước ngoài đi, về gấp nha. Ừ, có biến rồi con ơi. Phải theo tụi nó mới được. Tía sợ là dì Năm buồn, thì tía nên lấy dì Năm đi, đã cho dì Năm đỡ buồn. Mày điên hả? Qua bên đó, hỏi lấy cưới bạn, rồi không biết bạn có chịu hay không. Nếu như mà tình yêu của anh là tình yêu thật sự, thì không thể nào dễ dàng đánh mất được. Có bao giờ nóng lên tôi nói một tiếng mày không? Bây giờ muốn gì con quỷ cái? Bây giờ giấy tờ đem ra đây, cái ly dị liền đi hết. Nhà ai, cái căn nhà này thì chia làm đôi, con là mỗi người đứa. Vậy đi cho xong. Em khó
khó nuôi dữ lắm. Rồi cái đầu em không có tóc luôn. Thì mọi người mới sợ là em hói giống tía. Nên là đem ra gốc mận á, xí vào bưng em. Cái lúc á, về nha, em dễ nuôi cực kỳ. Ủa, Thắm đâu? Không có Thắm, mà có mận được không? Anh nè, hẹn sớm nha em. Người nhà là mình phải lăn xe lên. Mới mốt tôi về nhà với ông á, ông cũng lăn xe tôi vậy. Xin cô hãy dừng bước chân cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài quá dài. Sau chuyện tình gian dở tìm chốn thiền môn để vùi chôn tuổi xuân thì sao ni cô không nói một lời cô... thiếu cái gì vậy ta? Út ơi, Út ơi, Út, Út, trời ơi, cái gì vậy ông? Con đang làm việc nhà, ông kêu con làm cái gì? Làm ghét ghê không? Kêu con không làm cái gì? Lỡ người nghe, nè, làm việc nhà bỏ qua hết đi. Thế em nói nghe, cho ông xin phát đi. Trời ơi, ông sáng giờ ông hai phát rồi đó, rồi lỡ cô thấy là chết cũng luôn á. Yên tâm đi, ông nhìn hết rồi, không có ai thấy chơi cái trời á. Con không phải là đàn ông, con không hiểu đâu. Một khi mà cái ham muốn, cái thèm khát mà nó lên á, ngang không nổi, chân ông giật à. Không biết chưa, nói chuyện con ông cũng chịu nổi đó. Trời ơi, rồi ông nhắn không chịu nổi không? Rồi lỡ giữa chừng rồi ông đột quỵ, chết con luôn hả? Một khi ông nó đòi hỏi rồi là anh, ông phải hiểu được cái sức của ông như thế nào. Được, có chuyện gì xảy ra là ông chịu trách nhiệm cho, nghe. Con chỉ cần đứng yên thôi được rồi. Thôi, không nói nhiều nữa. Đây, đây. Một nhát nữa thôi nha. Rồi, hứa thôi. Buông cơ thể nhau ra. Trời ơi, tôi không ngờ cô là một người đàn bà khốn nạn, bại hoại gia phong, suy đồi đạo đức. Một người đàn bà đàn bà gì anh Thọ? Bình tĩnh đi. Một người đàn bà bình tĩnh gì đấy? Ý anh nói là chú bình tĩnh đi. Làm sao mà bình tĩnh được, anh đứng đây không nhìn thấy cái cảnh đó, sao mà bình tĩnh? Anh im đi, tự nhiên cái anh đi vô nhà người ta anh không thông báo, đứng đây la làng la lối làm sao? Ôi, cũng may là tôi không thông báo tôi mới thấy cái cảnh này đấy. Chứ tôi mà thông báo làm sao tôi thấy cảnh này được. Từ sáng đến giờ mấy phát rồi? Thì hai phát. Phát này là thứ ba nè. Tôi nó còn nhớ nó phát là như nó nói với em anh ơi. Anh nói là bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Mẹ, ba phát mà còn bình tĩnh gì nữa. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. À, được rồi, nghe ông nói nè. À, cho ông có ý kiến nhẹ một cái. Ông ngậm mồm lại đi. Được. Được cái gì nữa, em nói đúng quá mà. Tới giờ phút này ông không đủ tư cách để nói chuyện, ông biết không? Trước giờ con nghĩ ông là một cái gì đó nó cao cả, một cái gì đó để con học hỏi theo. Mà con không ngờ ông lại sống bẩn như vậy. Cái gì? Ông là một người đàn ông không chung thủy sau khi vợ mất. À đúng rồi, cô là một người đàn bà không chung thủy. Mày chửi người ta từ nãy giờ, bây giờ mày mới nhớ câu chửi rồi hả? Cảm ơn ông, nhờ ông mà con nhớ ra đó. Cô là một người đàn bà không chung thủy. Ê đập, mày im đi nha, nãy giờ tao nhìn mày nhiều rồi nha. Ôi dồi, bây giờ nó xưng mày tao luôn trời. Con nhịn thì cô làm gì tôi? Mày có tin là tao đấm mày không? Đập. Đúng là cái đồ ngốc mà.
Một người đàn bà vũ phu, vũ thê. Đúng là một người đàn bà vũ thê. Phản bội người ta, bây giờ còn đòi đánh người ta nữa chứ. Trời ơi, tại sao ông trời lại cho con yêu một người đàn bà vũ thê như vậy? Thôi mày nín đi. Từ nãy giờ có nó đây tao không nói. Ông được quyền nói hả? Sao không được quyền? Đây là nhà của tao mà. Mày làm nhà mày hả? Đây là nhà ông, nhưng mà tới cái hoàn cảnh này ông đã cư xử với con như vậy thì ông không có đủ tư cách và lòng tự trọng để nói chuyện ở đây. Tao làm chuyện gì mà không đủ tư cách nói chuyện với mày? Ông già rồi, ông cướp người yêu của con, ông gian díu với người yêu của con. Nè nè nè, tao sáng mặt tay với mặt mày nghe chưa nha, mày nói chuyện bậy bạ nha. Lại thêm một người đòi đánh nữa chứ sao nữa. Hai người đều là toàn những người bạo lực không ạ? Cái gì mà thêm một lần nữa đi, hai phát rồi phát thứ ba nữa, rõ ràng quá mà còn gì nữa. Nè thấy chưa, tôi biết ngay thế nào nghĩ vậy mà. Ở đây là tao là thèm hút thuốc mà con mợ nó không cho hút, hiểu chưa? Từ sáng nó xin hai phát là hai điếu, bây giờ xin một điếu nữa nè, được chưa? Mày nghĩ tao xin cái gì? Con cũng nghĩ xin thuốc thôi. Tại ông thèm thuốc. Mày đâu mà vô không biết gì mà vô chửi người ta, không có ra cái gì hết trơn. Bây giờ người ta giận nó bỏ đi rồi đó. Rồi sao? Ôi, người đàn bà đức hạnh của anh, anh sai rồi. Em cứ vũ thê anh đi, vũ thê anh đi mà. Thiệt tình, thằng quỷ đi. Không hiểu sao hai nó yêu nhau được nữa. Con thấy tụi đó lúc nào cũng như chó với mèo vậy á. Vậy chứ thương nhau lắm. Ừ. Thôi, đi vô nhà. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Cha, nay làm gì sách đùm đùm đề đề quá vậy con? Ừ? Dạ cái này má con nói đem qua đây biếu bác Tư một ít ăn lấy thảo. Cái gì? Người ấy kêu hả? Dạ. Cái gì bác Tư? Lớn tuổi rồi nha. Hả? À không sao. sắp tới đám giỗ ông ngoại rồi, dạ. Hiểu không? Có gì bên đó nấu nướng á, nói bác một tiếng. Bác kêu sắp nhỏ nó qua nó phụ, chứ để ăn thính hoài cũng kỳ ha. Ăn thính cái gì đâu. Nhưng mà con thấy á, bác Tư muốn nói cái gì á, cứ qua thẳng nhà con, gặp trực tiếp má con nói. Chứ con không thay lời muốn nói nữa đâu. Gặp thẳng người ấy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, cái gì nữa vậy? Con thấy bác Tư với má con y chang nhau luôn nha. Sao? Ở nhà mà mỗi lần mà nghe con nhắc tới bác Tư là má con cái... giống như hai người là thần giao cách cảm gì á. Cũng làm vậy luôn hả? Y chang vậy luôn. Chẳng lẽ còn nghĩ tới... không. Thôi, uống nước đi con. Dạ. Tía ơi, chìa khóa xe tía để đâu vậy tía? Ở ngoài xe á. Ủa, anh Thảo mới qua. À. Tía ơi, sao nhà có khách mà tía không nói vậy tía? Con cũng là khách hả bác Tư? Ôi con điên mà, khi tao nó còn gọi là khách mà. Vô gặp chào bác. Anh Thọ, anh Thọ qua đây kiếm em hả? Anh qua kiếm bác Tư. Vừa. Hên cho anh đó. Hên là anh qua đây anh kiếm tía em á. Chứ anh kiếm em đâu có thời gian tiếp anh đâu. Em bận đi công chuyện rồi. Tía. Đi đi. Con đi công chuyện nha tía. Ừ. À, quên nữa. Chờ xíu. Nhưng mẹ nó bị cái gì vậy ta? Con cũng thấy là khách tới nhà có trà thì cũng phải có bánh nữa chứ. Wow, có cụ đó luôn hả? Tía, tía nhìn con lần đúng tía. Có con, câu đó có. Trong gia phả nhà bác có câu đó luôn. Dạ. Dạ, anh Thọ, bánh này á là em mới vừa mua nóng hổi luôn á. Bánh này cũng Út nó mua cho tao mà. Tía, tía nhìn con được không? Được tí con ra cửa tiệm con lấy hết một đống bánh giọng vô hổng tía luôn. Coi như tao có phước. Ăn đi con, nó mới vừa mua nó cắt tức thì luôn á. Ăn ăn giọng hết luôn đi con. Dạ. Con đi nha té. Đi đi. Em đi. À, quên nữa. Chuyện gì? Tía biết không, anh
Thọ, nếu như mà trà mà lạnh quá anh uống anh sẽ bị đau bụng, cho nên là có gì tí chịu khó tí nhớ pha lại, nhưng mà đừng có pha nóng hổi quá nha tí, nóng quá là anh bị phỏng cái mỏ đó, cho nên là tí pha xong á tí phải nếm, tới khi nào mà tí cảm nhận được cái độ ấm nó vừa đủ á, lúc đó tí hãy rót ra, tí mời anh Thọ uống nha tí. Tao cũng như thái giám mà thử đồ ăn trước đó. Tí, mình là chủ nhà mà mình phải có đạo gia chủ chứ tí. Con chúng ta có phước đi ha. Dạ con đi công chuyện nha, chịu quá xe đâu tía. Tao để ngoài xe. Không đùa tía thôi. Hey! Con mận con của ông Tư đẹp người đẹp nết, dễ thương vô cùng. Quá. Không phải con tao đúng không? Không bắt Tư với ai. Mà công nhận nha, con thấy mận càng ngày càng dễ thương á. Ủa mặt còn dính gì hả? Không, quan sát nhẹ thôi. Ê, con nhỏ đó vậy mà con nhìn vậy không phải vậy đâu nha. Hồi nhỏ mà vậy nha, chó cắn á, chó dại cắn nó, vậy mà nó không chết, con chó chết. Con thấy nó ghê không? Rồi lớn lên ăn mặc màu sắc sặc sỡ, ra đường trâu hút văng vô tường, văng ra nó hút nữa, vậy mà nó vẫn không chết. Mà con trâu gãy sừng, thấy không? Cái này số nào như là xui lắm mới lấy nó làm vợ đó. Thiệt, tan gia bại sản. Bác Tư. Gì? Mận là con gái bác Tư mà. Thì đó. Sao nói mà nói quá nặng luôn. Thôi bỏ đi. Ăn ba ăn bánh uống nước đi con. Dạ, ừ. Bác Tư cũng ăn đi. Ừ. Nè. Dạ. Chàng Thọ, thấy Thắm làm sao? Thắm hả? Ừ. Dạ con thấy lúc này cũng hết rồi, hết Thắm rồi. Làm sao? Dạ thì con mới làm chống Thắm xong, giờ nhà con hết Thắm rồi. Trời nội cha mày khùng hả? Tao hỏi con Thắm con của tao nó làm sao? Thì mày kêu nhà mày Thắm có dính dáng vô đây. Dạ. Giờ này mày với nó làm sao rồi? Dạ nói chung thì con với Thắm cũng có liên lạc qua điện thoại với nhau. Đó, cái bác muốn nghe là nghe cái chỗ đó. Dạ. Là con như nó làm sao? Nói chuyện sao? Nó bắt nghe coi. Dạ, con mới gọi điện thoại cho Thắm hôm qua. Rồi cái, nó cái gì? Dạ, thì con cũng hỏi coi lúc này tình hình ở bển có lạnh không? Rồi ăn uống có điều độ không? Rồi sức khỏe có tốt không? Rồi nó trả lời sao? Rồi Thắm không trả lời, Thắm cứ cười cười xong rồi Thắm nói là lúc này là ở nhà rồi bác Tư khỏe không? Rồi mẹ con khỏe không? Ừ khỏe. Cái Thắm nói là Thắm bận cái cúp máy. Cúp máy hả? Dạ. Rồi mày có gọi lại cho nó không? Dạ không, con thấy Thắm bận nên thôi, con đâu gọi chi nữa. Bà nội cha, cái thằng này thì tao không nghĩ cái thằng mà đàn ông mà nó khờ khạo như mày luôn. Đàn bà họ yêu là bà yêu bằng cái lỗ tai, hiểu không? Mày nói mày phải rót mật ngọt cho nó, mày rót cho nó đầy cái lỗ tai nó mới chịu gục. Mày nói chuyện gì, nó ý là đang làm nũng với mày, hiểu không? Dạ. Thì mình phải gọi lại. Châu tìm cột chứ bây giờ cột mới tìm châu bây giờ con. Hả? Dạ. Nói nghe nè, đàn ông bây giờ có cơ hội phải chụp giật liền, chứ đừng có làm như vậy. Trời ơi, nó phụ nữ bây giờ nó là không mà biết nắm bắt cái là ngày hôm nay là của mình, chứ ngày mai là của người khác rồi. Bác Tư nói làm sao chứ, ai làm sao con không biết chứ, Thắm thì còn tin tưởng lắm. Mày điên hả? Mày làm sao biết lành nó bằng tao? Con nhỏ này có gì mà nhìn nó thâm cung bí sự, nó còn thâm hơn con nhỏ mà võ thất thiên. Tao nói mày nghe, nó như khi làm đây nó là bạn gái mày, ngày mai là bạn gái của thằng khác. Không phải người vậy đâu bác Tư ơi. Sao không phải được người vậy? Con nhỏ tao nói mày nó hiểm lắm. Tao nói thiệt mày nhìn cái mặt nó đi tao biết rồi. Mày nhìn đó, cái răng nó con răng nằm ở đây nè. Nhìn nó nó muốn cắn ai nó cắn đó. Bác Tư. Cái gì? Thắm là con gái bác Tư mà. Thì đó. Ủa sao từ nãy giờ gì mày mà tao chửi hai đứa con gái tao không ra gì luôn đó. Cũng do mày không thiệt. Giận hết sức. Nè. Dạ. Nghe bác dặn. Chút xíu nữa cầm điện thoại lên gọi cho Thắm liền, hiểu chưa? Bày tỏ tình cảm, mình yêu thì mình phải nói, hiểu không? Không nói là không được. Dạ. Hiểu không? Mệt quá, hô uống nước đi. Dạ. Rồi tao cho qua bài học thứ hai nữa nè. Bà nội cha mày riết mà thanh niên mà cùng tệ hơn cả ông già nữa. Đây nè. Và bây giờ là bài thứ hai. Con nhỏ này mỗi lần tôi vô cái công chuyện quan trọng là nó sọt chưa?
làm gì mà la hét ông sùm rồi đồ đạc đùm đùm đê vậy hả? Đồ của chị Thắm á té. Thắm về hả? Thắm về rồi. Thắm về Bác Tư. Bác Tư. Sao? Bác Tư thấy con mặc cái áo này rồi đón Thắm về được không Bác Tư? Quá đẹp rồi. Con về con phải thay cái áo tay dài đàng hoàng Bác Tư ơi. Cái áo này không được quá. Mày về được, người ta yêu mình là yêu một cái tâm thất qua tâm nhĩ, hiểu không? Dạ, chứ dạ. Không phải là bề ngoài cái áo quần, thấy chưa? Dạ. Thôi được rồi. Trời ơi đi đâu? Đi đó chị Thắm à? Chị Thắm có về đâu đó. Có đồ của chị Thắm à. Cái gì kỳ vậy? Con nhỏ này tao phải gọi điện qua tới bên đó. Con nhỏ này trả lời không ra ngô đâu, khoai tao nha. Tao đáp cái bay từ ở đây nè qua tới bên đó, tôi lôi đầu nó về. Trời ơi, tía. Cái gì? Ở đây nè, đi qua bên nước ngoài mà tía làm như đi từ đây ra ngoài đầu ngõ gì á. Mày sáng tao mày không? Chả chạy hoài. Đó, biết mà. Không có thương đâu, có thương. Con Mận là con gớt không rơi. Lúc nào cũng biết chị Thắm á, đụng tới là chửi. Còn cái gì nữa? Chị Thắm ở ngoài đầu ngõ đang chào bà con họ hàng kìa. Con là xách đồ vô đây chưa? Thắm về Bác Tư ơi. Bây giờ nè chạy ù ra ngoài chợ mua thịt mua cá về để nấu cho chị mày ăn, hiểu chưa? Bác Tư cái bây gì? Giờ khỏi ai đi chợ, để con lát con đón Thắm vô xong cái con đi chợ con làm bữa cơm con đón Thắm về. Đúng rồi con, mình phải lấy điểm liền cái chưa? Dạ. Phải chỗ cái tài mình là đúng là người đàn ông đích thực. Dạ. Nữ công gia chánh, dạ. Hiểu chưa? Nam công gia chánh chứ Bác Tư. Nam công gia chánh. Dạ. Rồi đi để con tranh thủ ra đầu ngõ đó đón Thắm. Mày làm gì vậy? Con Mận con rất con rơi, không ai thèm đón, con đi vô nhà. Vô nhà cái gì? Đi ra ngoài đón chị mày kìa. Đi. Chị cái gì? Tía. Coi phim Hàn Quốc tiếp mà lầm mà. Tía ơi tía. Thắm. Tía. Ủa, con về đây nè tía. Con nhớ tía quá à. Ừ, tía cũng nhớ con nữa. Quên. Con có này tặng tía nè. Cái gì vậy con? Chăn ra gối nệm. Trời đất ơi, cái này ở đây cũng có mà. Tí mua từ bên đó về chi cho nó cực vậy con? Hàng Việt Nam mà tía. Việt Nam rõ ràng cái chữ gì hô gì mi téo vậy nè. Home test. Hàng đặc Việt Nam luôn. Ủa vậy hả con? Ấm êm gia đình Việt. Wow. Rồi, tí nhận. Cảm ơn con nhiều nha. Giữ con. Giữ ta này. Nặng quá. Quá đáng con nhỏ này. Chết à. Quên giới thiệu với tía, đây là anh Phúc Bầu Đá, bạn con Việt Kiều Mỹ á. Thì biết không, lúc con mới qua bệnh á, khó khăn dữ lắm, nhờ anh Phúc giúp đỡ mà con mới được ổn định á. Cái gì? Phúc Bầu Đá? Ủa con, sao nó nước ngoài mà nó tên kỳ vậy? Dạ tía này kỳ quá à. Anh là nhớ về quê hương nên đặt cái tên nước mắt quê hương vậy á. Chào cậu. Dạ chào bác. Bên đó Việt Kiều hả? Dạ. Nó thất nghiệp sao mà tướng ống nhom nhách vậy con? Quên dẫn chơi nha con. Em giới thiệu với anh Phúc, anh Vạn Thọ. Hả? Anh nè. Hàng xóm nhà em. Hàng xóm của em hả? Dạ. Chào anh. Chào. Con Mận, con rớt, con rơi. Không ai đếm xẻ, vô luôn cho rồi. Mày biến vô đó liền. Con đau cá bây giờ. Con nhỏ này làm con đứng tìm nó luôn. Thôi vô nhà. Dạ, đi anh. Tía. Tía. Sao tía mời anh Phúc rồi? Tiếc kỳ quá à. Dạ, ngon. Dạ. Trời đất ơi, sao anh mồ hôi không vậy? Chắc tại thời tiết bên đây nóng quá, là nhà không có máy lạnh. Thành cảm thấy nóng chịu không nổi. Mận ơi, lấy khăn lạnh cho chị hai đi. Nhà không có khăn. Trời đất ơi, sao mua để sẵn? Mày điên hả? Mày mới về đây mày nóng mày điên luôn hả? Cái nhà ở chứ có nhà hàng. Mua khăn lạnh về chữ làm gì? Tới ông nội tao hả? Dạ. Anh đợi em tí nha, em đi kiếm cái quạt cho anh mát. Bác uống trà đi bác. Xin lỗi, tôi không uống trà. Anh uống trà. Tôi không uống trà, xin lỗi.
thì chắc con cũng không uống đâu. Tôi tha lỗi cho cậu á. Ủa con có lỗi gì hả bác? Chứ cùng ta xin lỗi gì vậy? Con cũng tha lỗi cho bác. Có quạt rồi này anh. Phải cho đỡ nóng nha. Nóng quá. Dạ. À, cậu gì vậy? Dạ con tên là Thiên Phúc. Rồi bác cứ gọi con là Phúc Bầu Đá được rồi. À Phúc Bầu Đá, nước mắt quê hương ha. Dạ. Tên thật là Thiên. Dạ Thiên Phúc ạ. Thiên. Dạ Phúc ạ. À, xin lỗi cậu nha. Tại vì dân quê phát âm nó không có chuẩn á. Dạ. Nó dày. À cậu Phúc à. À chắc nó về đây khí hậu cũng nóng nực ghê ha. Dạ đúng rồi, nóng quá trời. À, nóng quá. Chắc ở chắc ghé thăm chơi nhà nó, biết nhà biết cửa rồi chắc lên Sài Gòn liền ha. Ở trên đó điều kiện vật chất nó đầy đủ, máy lạnh phập hà. Vậy đâu có, anh ở đây luôn. Cái gì? Đúng rồi, lúc đầu anh Phúc không có chịu, con năn nỉ quá trời mới đồng ý á. Ảnh đồng ý cái con vui quá trời luôn. Tí vui không? Vui. Tí vui rộn ràng luôn, vui rộn rã luôn á. Mà không biết mày vui không? Chắc không vui ha. Giảng thọ. Ừ. Hóa ra là cậu ở đây luôn à? Ờ, dạ bác à. À, lần này con về đây với thắm, thật sự là có một chuyện rất là quan trọng con muốn thưa với bác. Bình tĩnh con, ngồi xuống. Phản ứng quá vậy, làm hết hồn á. Dạ. Để bác lo. Con xin phép bác là thôi được rồi cậu Phúc. Dân quê tôi thì nó có sao nói vậy. Yeah. Thích nói thích, không thích là nói không thích. À mà trong cái điều kiện cậu thấy rồi đó, trời thời tiết nó nóng nực quá, người nó cũng bất ổn, long thể cũng không yên cho nên hiện tại nó hơi bất người xíu, không có được gì đó, cho nên hiện tại không thích nghe cái gì hết trơn á. Mà đâu không thích thì cậu khỏi cần thương cần thốt ha. Dạ để về đợi vài bữa trời mát rồi con sẽ thưa với bác sau. Dạ. Ừ, cũng được. Anh Thọ. Hả? Anh Phúc về đây á là tham quan ngắm cảnh. Anh là rành nhất ở đây. Cái gì à, anh đưa anh Phúc đi tham quan giùm em nha. Ờ cái này. Cái này cái gì? Anh đừng nói anh từ chối nha. Anh Phúc là người rất là quan trọng với em á. Anh mà không làm vừa lòng anh Phúc á, em từ mặt anh luôn. Bảo Từ, cái này chuyện của con. À Bảo Từ, con giờ con mới sực nhớ là con phải về ăn cơm với má của con. À, bữa nào con qua nói chuyện Bảo Từ sau nha. Anh đi trước nha. Thọ, Giang Thọ. Chà, tên Dạng Thọ mà chắc thấy không thọ rồi. Anh ngồi đi đổ mồ hôi nóng ngực quá à. Ra sau hè đi, em mà lấy nước cho anh rửa mặt ha. À đi. Cũng được. Bác ơi, bây giờ mình ra rửa mặt cho mát rồi thì con thưa chuyện với đi, bác. Đi, không cần xin đâu. Xin lỗi cậu. Đi đi nhanh lên. Theo em. Có đầu rối não với mấy đứa này rồi đó. Thôi má con mới về. Ờ à, con mới về hả? Ủa nay đi về sao cái giọng nói sao nghe có vẻ không có vui vậy? Cái chuyện gì hả con? Dạ đâu có chuyện gì đâu má. Ừ, nghe cái giọng này mà nói không có chuyện gì mới lạ đó. Cái chuyện gì nói má nghe. Con nói là không có chuyện gì mà. Nhưng mà má nói có chuyện gì à. Vấn đề gì không? Sao cái mặt này cũng rủ vậy? Những ngày nay má thấy con Thắm nó về rồi. Mà con sao không qua coi ấy phụ họ gì bển đi. Mình cũng sắp là rể rồi, mình không qua vậy người ta đánh giá mình con. Nó nói mình không quan tâm. Thôi đi bển coi coi cái gì phụ ông Tư đi. Bển giờ đâu cần con phụ đâu má, có nước mắt quê hương rồi. Ê cái từ nước mắt quê hương nghe quen quá ta. Cái đó là rượu bầu đá đó má. Ờ rượu bầu đá đúng rồi.
Mà cái đó là cái rượu đó là nổi tiếng ngoài miền Trung mà sao tự nhiên sao mà đông mà nước mắt quê hương là sao con? Nói chung là chuyện của con, chuyện của nít má đừng có để ý tới làm gì hết á. Nè, chuyện của con nít nhưng mà con nít giải quyết không được thì để người lớn giải quyết giùm cho nha. Con không nghe ông bà nói một câu ha, phụ nữ mà mình tròn mông to á, đi ngang đầu giường quẹt một cái cũng có con đó. Bây giờ cái gì cái là con phải giữ thấm, con hiểu không? Má, con lấy nó sau này đừng có nói cái chuyện đó được không má? Thì biết rồi, nhưng mà má nói con là lấy nó sau này tốt cho mình về sau, hiểu không? Sanh con đẻ cái phụ nữ má nói vậy đó. Cái gì? Mình đừng có nói cái chuyện đẻ gì đó nè má. Không, thì má nói với con thôi chứ má đâu có nói với ai đâu. Dạ, con chào bác Năm. Ủa, Thắm mới qua hả con? Trời ơi, sao mà mưa gió quá không để chút xíu nữa rồi qua. Dạ, tại mấy bữa nay con về rồi, nhưng mà bên nhà bận nhiều công chuyện quá, bây giờ mới qua thăm bác Năm được. Bác Năm đừng giận con nha. Có gì đâu giận con, bác biết con mới về thành ra con... Má đây nói chuyện, con vô pha trà. Pha trà ai uống? Má đâu uống đâu. Em đâu uống trà. Nhưng mà tôi thích pha được không? Cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy Thọ? Rồi đó cơi nắm qua sao con ăn nói sao cọc cằn quá vậy? Trời ơi, tôi nói con biết không, từ lúc mà con đi tới giờ tôi nói cả xóm này ai cũng nhớ con hết á. Mà nhớ nhất là biết ai không? Hả? Hết mưa rồi. Dạ, hết mưa rồi má, không cần che dù nữa đâu má. Đâu che dù làm gì? Hết mưa rồi. Má đi. Quên. Ngồi đây là kỳ đà cản mũi hoài bởi này. Nhắc khéo tôi hoài à ông? Biết rồi, ông Giảng Thọ. Ê, ngồi con nói chuyện với nó đi nghe không? Dạ. Trả thời gian lại cho ông Giảng Thọ đó. Nói gì nói đi. Anh Thọ. Muốn nói gì nói lẹ đi chứ tôi bận lắm á. Anh bận gì? Tôi đi tưới cây. Anh nói gì? Tôi nói là tôi đi tưới cây. Anh nhắc lại lần nữa được không? Thì không tin nổi luôn á. Mới đi nước ngoài có thời gian ngắn à, bây giờ nghe tiếng Việt không hiểu. Nhìn cho kỹ nha. Tôi đi tưới cây. Hiểu không? Hiểu. À. Nhưng mà em không hiểu anh á. Tôi làm sao? Anh nhìn em nha. Trời. Rồi sao? Vừa mưa xong. Tôi thấy. Anh. Tôi á. Đi tưới cây. Thì tôi đưa tưới cây. Anh ổn không? Tôi không ổn á. Em biết anh không ổn mới qua đây nói chuyện với anh nè. Anh Thọ. Cái gì? Tôi nói là tôi đang bận, có gì nói đại đi. Anh quay qua nói chuyện với em nè. Em đi nước ngoài về, công nhận nha, sau bao nhiêu năm á, em thấy quê của mình vẫn là đẹp nhất. Quê mình lúc nào mà không đẹp? Lúc nãy á, em đi ngang gốc mai mà hồi xưa hai đứa mình trồng á, em thấy đẹp lắm nha, đẹp hơn trước nhiều luôn á. Thì đẹp. Anh chăm sóc kỹ lắm đúng không? Kỹ chứ sao không kỹ? Đó là kỷ niệm của anh với em mà. Anh phải chăm sóc kỹ nữa chứ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Khờ quá. Anh với em mà cảm ơn gì? Anh phải chăm sóc kỹ nó, để cho nó thiệt là tốt. Rồi sau này nó nở hoa thiệt đẹp, để em về anh còn khoe với em nữa. Em có biết không, cái bữa mà em về anh vui lắm luôn á. Anh tính qua đón em xong rồi cái mai bên Mỹ lúc này chắc đẹp hơn. Chứ mai của anh là mấy cây mai ở quê mùa, nó có xứng với em. Có còn muốn nói gì nữa không? Chứ anh bận lắm á. Anh bận gì? Đi ra nhổ gốc mai bò. Anh bị điên hả? Tôi điên vậy đó. Tôi đã nói là tôi không ổn rồi mà. Nhưng mà yên tâm đi, dù sao thì tôi cũng là đàn ông. Quá vài bữa nửa tháng là tôi cũng ổn là. Thắm cứ về nhà mà lo chuyện của mình đi. Mai mốt mà có đám cưới á, nhớ mời tôi đó.
Tôi hứa là tôi sẽ qua. Mà tôi còn qua sớm nữa. Để coi tôi phụ được cái gì phụ. Mà không biết cái ngày mà tôi đưa người ta qua xong về làm dâu xứ lạ, người ta ở bên kia có còn nhớ tới người ta bên này không? Chứ lúc nào tôi cũng chúc cho người ta trăm năm hạnh phúc, hay khóc cho tôi duyên phận bé bàng. Anh sến quá. Ừ, tôi sến gì đó. Tôi là người nhà quê mà. Anh đứng kế bên em không nói một lời mà rưng rưng nước mắt hoàng hôn. Thôi. Cảm ơn nha, cho tôi lên hết nổi rồi. Biết rồi, người ta thích cải lương mà lần nào gặp cũng hát cải lương. Đàn ông con trai á thì không có được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Mình muốn làm gì mình làm cái đó, mình thích ai thì mình phải thổ lộ. Hạnh phúc của mình phải giữ lấy chứ. Như vậy á thì người ta mới yên tâm giao nửa đời còn lại cho mình được. Nè. Cái gì vậy? Vậy mình cũng không hiểu nữa. Tặng anh đó. Làm sao? Tôi đi về. Thắm. Làm sao Thắm? Tại sao không chịu lấy vạn thọ là sao? Tí không hiểu đâu tí ơi. Không hiểu cái gì hả? Rồi được rồi, sẵn này hai cha con mình nói chuyện. Bây giờ con nói một lượt đi, Tía sẵn sàng ngồi lắng nghe và chịu hiểu con một chút. Nói. Bây giờ Tía muốn nói thẳng đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ con nói thẳng với Tía luôn nè. Rồi. Tía cũng biết con là có ăn có học. Ừ. Con lên thành phố con học, sau đó con qua nước ngoài con làm việc đúng không Tía? Ừ. Thì cái cách sống, cái cách suy nghĩ của con nó phải khác với Tía. Tại con còn trẻ mà. Ừ. Còn Tía, Tía là người lớn tuổi. Ừ. Tía có cái suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ của Tía là cái suy nghĩ cũ á. Cái thời xưa thì là xưa xưa mà không thể nào giới tới được luôn á. Ừ. Thì cái hai cái suy nghĩ đó nó khác nhau lắm. Nó không có nào trùng khớp với nhau, Tía hiểu không? Đó. Thà con nói gì giờ Tía hiểu rồi đó. Tía mơn mang Tía hiểu liền, thấy không? Tía hiểu điều là tôi cố gắng làm lụng vất vả nè, bán ruộng bán vườn để lôi con ăn học rồi ra nước ngoài làm việc. Rồi ngày nay con lấy cái chữ cái nghĩa đó về, con kêu Tía là cổ lỗ sĩ đúng không? Rồi dạy bảo lại cho Tía cách sống cách ăn ở như thế nào đúng không? Không phải Tía, cái đó Tía tự nói chứ con có nói đâu. Thôi. Thật ra hỏi dạ mày vậy thôi, chứ Tía rành mày quá mà. Tao thiệt, mày chẳng qua mày chê ra cái gì, mày mê thằng Việt Kiều, mày chê thằng nông dân đúng không? Mày mê cái thằng Phúc Phúc gì mày chê thằng Văn Thọ đúng không? Xin lỗi mày à, tao không cần biết thằng đó nhà như thế nào, giỏi như thế nào tao không biết. Nhưng ở đây à, cái thằng Văn Thọ ai mà chẳng biết nó. Xin lỗi mày, dù gì là thạc sĩ nông nghiệp đàng hoàng. Bây giờ đây mày hỏi đi, chẳng những cái làng này mà cái làng kế bên, những kế bên nữa kìa, ai cũng không biết cái danh tiếng của nó. Cái gì cũng hợn hết trơn trời. Còn mà nói về mà ruộng vườn nha, cò bay là thẳng cánh ha, cá là từng hầm. Mày thích không? Nó cho mày một hầm. Mà Tía ơi, khác suy nghĩ nhau nên là Tía không hiểu được con đâu. Chị Hai à, chị sai lắm nha chị Hai. Đó, đứng đó. Nè Thắm, con nói là chứ thế nào, con được có ăn có học đúng không? Được. Hôm nay con ngồi đó có ăn có học. Con nghe con nhỏ không ăn không học nói chuyện nè. Nói cho Tía nghe, nói cho nó hiểu. Dạ, từ nãy em đứng ở ngoài em nghe chị nói mà em tức quá, em chịu không có nổi, phải chạy vô đây để mà em nói cái bức xúc của em nè. Đúng. Chị Hai, Tía thương chị. Tía dùng bao nhiêu công sức tiền của cho chị lên thành phố được ra nước ngoài để mà chị học hỏi. Đúng. Chị đi làm, chị kiếm tiền. Đúng. Nhưng mà mục đích là Tía muốn chị về lại Việt Nam để mà phục vụ cho đất nước, phục vụ cho quê của mình. Đúng. Vậy mà chị nỡ lòng nào, chị nỡ lòng nào chị phụ cái công ơn của Tía, chị phụ lại hai cái tình thương của Tía dành cho chị
Đã vậy á, Tí biết á là chị với anh Vạn Thọ là hai người lạ môn đăng hộ đối từ nhỏ. Đúng. Cho nên mới gán ghép hai người, muốn xe duyên tình cảm cho hai người. Đúng. Vậy mà chị nở lòng nào, chị phụ lại anh Vạn Thọ, tới chị mê anh Tiên Phúc về bên nước ngoài, bây giờ về đây chị đòi cưới anh Tiên Phúc. Nó nói đúng đó. Chị coi vậy mà được á chị hai. Chị làm như vậy mà chị nhìn được mặt Tí á chị hai. Nếu như mà chị mê anh Tiên Phúc á, thì tại sao chị không ở bên nước ngoài, chị cưới Tiên Phúc luôn đi. Chị về đây làm chi? Tao phán mặt tay mày bây giờ đó. Tao tưởng mày ra mày nói tao sao, rốt cuộc mày nói mày chết hay mày qua bên phe nó là sao hả? Có đâu, chị mê Tiên Phúc cưới luôn đi, về đi. Mày muốn gì hả? Mày điên hả? Tao kêu mày ra đây để mày nói chuyện làm sao để mà mày giúp Tí, mày là kêu chị mày với thằng Vạn Thọ, mày đem ra mày bán nó luôn cho thằng Tiên Phúc à? Mày không có gì? Biết rồi. Con Mận cũng rất con ghê, nói gì ra cũng bị chửi hết á. Bởi vậy á, từ nhỏ cũng biết mà Tí lúc nào hả thiên vị con, trong khi chị hai á đặt tên Thắm dễ thương đẹp người đập nết, còn con tên Mận xong đặt con là Mai Lan Cúc Trúc đi. Con Mận cũng rất con ghê. Mận đừng có nói vậy, em hiểu sai Tí rồi đó. Ở đó nè, mày nghe chị mày nói nè, nha mày nghe chị mày nói nè Thắm. Dạ. Con là có ăn có học, con nói với con nhỏ không ăn không học đó nghe đi. Nghe chị nói nè, hồi xưa khi mà Tía má mới đẻ em ra, em khó nuôi dữ lắm, rồi cái đầu em không có tóc luôn, láng con, thì mọi người mới sợ là em hói giống Tía, nên là đem ra gốc Mận á xí bồ bưng em. Cái lúc á về nha, em dễ nuôi cực kỳ, rồi tóc em quá trời như bây giờ đó. Trời ơi, chị tính ra may mắn em không có bị hói giống Tía. Tôi sáng mặt tay mặt mày cái chưa nha. Chị hai nói làm sao con nói cái chửi cha. Nó nói có hơi chạch ý mà nó vẫn đúng, còn mày nói mày xỉa sói đâu à. Xỉa đâu. Bây giờ không được rồi, mày đứng đây. Sẵn hôm nay nè, cha con mình nói chuyện một lượt cho nó rõ ràng nha. Chứ mai mốt là đám giỗ đám quải ở bên nhà người ta này nọ, qua bên đó mà lỡ mà bà Năm bà phát hiện ra là cha con không đoàn kết, muối mặt hết. Bây giờ nói chuyện rõ ràng đi, làm sao hả? Bây giờ muốn cái gì mày nói thẳng đi. Bây giờ muốn cái gì là nói hết luôn phải không Tía? Đúng. Nói chung á là con biết là Tía là hả sợ mít lòng với dì Năm. Đúng. Bởi vì á cái chuyện là tình xưa nghĩa cũ của Tía với dì Năm. Đúng. Cho nên là Tía mới muốn gán ghép chị hai cho anh Vạn Thọ. Đúng. Nhưng mà bây giờ Tía thấy không, chị hai á đâu có thích anh Vạn Thọ đâu, chị hai á là mê anh Thiên Phúc. Cho nên bây giờ á, nếu như mà hả Tía sợ là dì Năm buồn thì Tía nên lấy dì Năm đi, đó cho dì Năm đỡ buồn. Mày điên hả? Hả? Qua bên đó hỏi lấy cưới bạn rồi không biết bạn có chịu hay không. Ôi cái này mình cần bàn nè Tía. Ơi xấu hổ quá. Trời ơi. Bởi ông bà nói đúng mà, giận quá là mất khôn, giận quá hóa rồ. Thiệt không biết nói làm sao luôn. Bởi người ta nói mà, không ưa gặp hoài. Nè con ơi, con chào bác. Cậu thúc quá đúng không? Dạ. Làm gì lấp lấp ló ló đó vậy? Dạ nãy giờ con đi tham quan xung quanh nhà mình, rồi trời xung quanh nhà mình trồng trái cây quá trời luôn bác. Cái Mận nè, rồi cái cây này nãy giờ con nhìn kỹ lắm mới biết nó là cây khế luôn bác, quá trời luôn, là sắp ra trái nè. Mà con nhìn mấy cái này con mê làm sao đâu á. Thiệt, đi một vòng ở đây tự nhiên là con muốn ở đây luôn, không muốn về luôn bác. Ai cho? Ủa nhà người ta nhà quan chức chủ hả? Không ai ở đây hết trơn hả? Muốn ở là ở, muốn đi đi. Ở đây là có phép tắc đàng hoàng, vào thưa về trình, hiểu không? Thôi nè, sẵn đây là tôi hỏi thiệt cậu luôn nè. Cậu nói là cậu thân gái tôi đúng không? Làm việc chung đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy cậu hiểu biết gì về nó không? Dạ thì bác cũng nghe Thắm nói rồi đó. Thắm nói là con là người nâng đỡ công việc của Thắm, nhưng mà thật ra là không phải như vậy đâu. Thật sự là Thắm là một người rất có năng lực, thông minh, tài giỏi, rất nhạy bén trong công việc. Giờ bác biết đó, có rất nhiều người đến với con, làm việc chung với con, nhưng mà con chẳng thấy ai được cả. Nhưng mà chỉ duy nhất có một mình Thắm thôi là khiến cho con có một cảm giác gì đó nó an tâm, mạnh dạn chia sẻ tất cả. Và một điều là
Thắm rất xinh đẹp. Chính như vậy mà lần này con quyết định về đây để gặp bác và thưa một chuyện rất quan trọng. Khỏi cậu, tôi nói cậu nghe cái này nha. Dân quê tôi nó chân chất, nó rõ ràng lắm. Thích là thích, còn không thích là không thích. Mà tôi nói với cậu ngay từ đầu rồi là tôi không thích. Cho nên dù cậu có thưa, cậu gửi gì á, đã không muốn nghe là không nghe. Cậu hiểu không? Dạ. Yeah. Được rồi. Cậu đó là hai đứa hiểu ý nhau đúng không? Hợp gu nhau đúng không? Dạ. Yeah. Vậy tôi hỏi cậu nè, cậu biết lý do tại sao con gái tôi lúc nào cũng mặc đồ kính cổng cao tường không? Dạ, tại cái gu thời trang của Thấm là kín đáo hả bác? Không có thích sexy. Sai. Không phải như vậy. Mà vì là chân và người nó có ghẻ cậu à. Hiểu không? Chân nó ghẻ nhiều lắm, tay nó ghẻ nhiều lắm. Rồi, bây giờ tôi hỏi thêm cậu một câu nữa. Dạ. Cậu biết lý do tại sao con Thắm con của tôi bao giờ lúc nào nó cũng mặc đồ kín cổng cao tường? Câu này bác hỏi rồi mà. Tại vì người của Thắm có ghẻ nên là phải che che lại. Sai. Lại sai. Chứ trong vòng một phút đồng hồ cậu sai tới hai lần. Là vì nó dị tướng, chân nó thì ngắn mà lưng thì dài, cho nên nó thích mặc như vậy để mà che lấp khuyết điểm, cậu hiểu chưa? Với một điều nữa tôi đã còn nghe. Thật sự thì con Thắm nhà tôi thì nó học dốt lắm cậu ạ. Rất là dốt. Nhưng mà nhờ thằng Dạng Thọ dạy dỗ chăm sóc cho nó đàng hoàng. Đó, ân cần nâng niu nó cho nên nó mới được giỏi như thành đạt bây giờ. Dạ. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Dạ con hiểu chứ bác. Ừ, thanh niên vậy là tốt. Là ai cũng có tuổi thơ. Ừ. Ai cũng có một quá khứ. Ừ. Ngày xưa con cũng học dốt lắm. Ngày xưa con là học dốt mà dốt đặc luôn. Là học lúc nào cũng đội sổ hết. Nhưng mà nhờ có mẹ con dạy dỗ và cuối cùng sự cố gắng của con nên con mới có thành công ngày hôm nay. Còn nói về mà cái phạm trù ghẻ thì con ghẻ cũng nhiều lắm. Rồi lan ben, rồi lát, rồi có thêm mục nhọt nữa. Mà nó mọc chỗ hiểm không à. Mà mỗi lần mà con nhúc chích nhẹ cái là mũ nó bắn tung tóe luôn á. Nhưng mà con được hơn Thắm là con còn có trí nữa. Hả? Mà trí con phải như bình thường. Trí con là nó bu mà như là tổ âm vậy đó. Nó bò lúc á. Nên là mỗi lần mà bắt trí mẹ con đâu có lấy lược chải bắt từng con như người ta đâu. Chứ sao? Mẹ con mới lấy cái vợt bắt mũi, chắc bác biết mà. Sạc cho đầy pin, sau đó bấm nút để lên đầu con, chà 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 lên đầu con, nó nổ bốc 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 mà giống như bắn pháo bông ngày Tết vậy bác. Mà nghe nó sướng lắm, mỗi lần mà giờ con mà đi đâu á, thấy bắn pháo bông là con nhớ đến kỷ niệm tươi đẹp của ngày xưa. Trời ơi, cái chuyện mà nó kinh khủng như vậy, nó lãng xẹt vậy mà sao nó kể nó nghe lãng mạn quá vậy? Không, cái đó kỷ niệm vui. Chính như vậy mà con cũng thấy bất ngờ một điều là tại sao con và Thắm có những cái điểm chung như vậy. Cùng là cùng ngu nè, rồi cùng có ghẻ nè, rồi đủ thứ cái gì hợp cho. Chính như vậy mà lần này con quyết định về đây có một chuyện con muốn thưa với bác. Cậu, tôi đã nói rồi, tôi không thích nghe cậu thưa gửi, cậu hiểu chưa? Dạ. Từ nãy cậu nói cậu hiểu cùng, tôi chẳng thấy cậu hiểu cái gì cả. Bây giờ nói dòng do tam quốc mệt lắm, nói thẳng vấn đề luôn à. Tôi rất thương Dạng Thọ, bởi vì Dạng Thọ là con của mẹ nó, mà mẹ nó là bạn gái của tôi ngày xưa, mà tôi không bao giờ muốn bạn gái ngày xưa của tôi phải buồn giận gì tôi, cậu hiểu chưa? Cho nên nhất định tôi sẽ lấy con rể cho con gái của tôi, nhưng chắc chắn không phải là cậu mà là Dạng Thọ, cậu hiểu chưa? Cô bác đang nói gì bác? Trời ơi, vậy mà nó hiểu cái trời! Bác ơi! Cái gì? Hình như cái cây này gai nhiều lắm á. Tao biết mà. Yeah. Trời ơi, bởi vì người ta nói là giận quá mất khôn mà. Dạ bác ơi. Cái gì? Thật sự là con có chuyện rất quan trọng. Dẹp cái chuyện thương của mày đi. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Hey!
Mai vàng thì mặt mai vàng, mai có một mùa, mận có quanh năm, biết chưa? Em đang nói gì vậy? Làm hết hồn à? Hết hồn cái gì? Em đang nói anh đó. Anh đang làm gì? Anh làm cái gì ở đây? Anh đang gỡ mấy cái nhánh này coi yêu hay không yêu. Mà gỡ mới tới đây mà thấy không yêu, không biết gỡ xuống tới dưới, không biết anh số phận sao. Anh đảnh quá ha, anh đảnh quá ha. Anh gỡ đi rồi. Ủa rồi cái cây này cái cây gì vậy? Cây trái. Anh sao vậy hả? Tại sao bây giờ anh đang ngồi đây anh gặm nhấm nỗi cô đơn, trong khi kìa người ta đang nè, đang tay trên tay xoắn xuýt với nhau, hiểu không? Em xoắn một hồi tay anh gãy á. Em xin lỗi. Nhưng ý em nói ở đây là anh đứng ở đây được cái gì? Người ta đang hạnh phúc ở ngoài kia kìa. Anh phải làm cái gì đi chứ. Em nói mặc kệ anh đi. Kệ cái gì? Em nói thiệt á, anh á, con người anh lúc nào cũng có một cái suy nghĩ à. Anh coi chị Thắm giống như là một cái bông hoa mai, lúc nào anh cũng trân quý. Nhưng mà anh quên một điều, mai là có một mùa thôi. Bây giờ mình không trồng mai được, mình trồng cái khác đi. Cóc ổi mía ghim, tại sao không trồng? Thấy không? Còn không thì mình trồng mận đi. Mận cũng quanh năm dễ trồng đó. Ờ, anh không có thích mận lắm. Thì ông gì không có biết cái gì hết trơn. Giỡn tí xíu thôi hả, mà anh cũng vậy. Bây giờ á, nói chung là em để cho anh yên được không? Đừng có lải nhải nữa. Lải nhải cái gì cái này? Thôi bây giờ nè, cái chuyện mà em với anh bàn đó, cái chuyện quan trọng đó nhớ không? Bây giờ anh không nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, cái chuyện quan trọng gì mà anh không nhớ hả? Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, anh nói là anh không có nhớ gì hết trơn á. Ủa cái chuyện mà không nhớ. Thôi được rồi, bởi em nói đàn ông mấy anh hả, tới khi mà rối bời là không có biết cái gì hết trơn á. Anh không làm thì để con mận này làm. Mận ơi, anh nhớ rồi Mận ơi. Anh Thọ. Anh đang ngắm cảnh hả? Đúng rồi, tôi đang ngắm cảnh. Anh cũng mới đi dạo về hả? Đúng rồi, tôi đi dạo về thấy cảnh vật ở dưới quê mình đẹp quá. Anh biết không, tôi là dân thành thị, tối ngày là chỉ có công việc không à. Nhiều lúc bị stress lắm. Khi mà về quê á, cái cảnh vật nó bình yên, nó khiến cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó bay bổng. Khi mà tôi về đây á, tôi muốn ở đây luôn. Tôi muốn ở đây với Thấm luôn, tôi không muốn về bển luôn anh nè. Anh muốn ở lại luôn không? Tôi yêu quê hương ở đây, tôi yêu con người ở đây. Và chắc tương lai là tôi sẽ về đây sống luôn. Tôi nghĩ giống như mình lâu lâu mình về quê chơi rồi cái cảnh vật xung quanh này làm cho mình giống như một cái kỷ niệm trong chuyến đi của mình thôi. Chứ tôi nghĩ là anh không có hợp để ở đây đâu. Chứ còn đối với tôi, tất cả mọi thứ ở đây nó là cả một tuổi thơ của tôi. Thì ra chính vì vậy mà lúc nào anh cũng muốn phát triển cái sự nghiệp trên chính quê hương của mình đúng không? Mà tôi nghĩ quyết định về quê khởi nghiệp của tôi đó là một sai lầm. Nó khiến tôi đánh mất thứ mà tôi quý giá nhất. Khi nói tình yêu đó hả? Anh nghe tôi nói nè, nếu như mà tình yêu của anh là tình yêu thật sự thì không thể nào dễ dàng đánh mất được. Anh phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Anh hiểu gì về tình yêu mà nói? Tôi nói cho anh biết, nếu như hai người không yêu nhau thật sự á, thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Ủa, tôi nói gì sai hả ta? Cậu Thiên Phúc ơi. Cô Thắm đợi cậu ngoài kia kìa. Thôi đi, dẫn tôi tới đó đi. Cậu ra trước đi, tí em ra nha. Thôi, anh ở đây suy nghĩ về tình yêu của mình nha. Tôi gặp Thắm có chuyện. Anh Thọ, em biết là anh cũng buồn lắm, nhưng mà anh đừng có suy nghĩ quẩn. Rồi xong anh nhảy dưới sông nha. Nói gì vậy? Em không nói gì hết trơn á. Thôi em đi trước nha. Mọi người nghĩ mọi người bỏ rơi tôi là tôi sẽ buồn. Trong cuộc đời của tôi không có bao giờ có hai từ gục ngã. Ha 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 ha
làm hết tới nãy giờ rồi và thấy anh đang lại hai bát thôi để cho anh lại cũng cái lại xưa giờ đứng cái nhúng cái lại cái nhúng cái lại bà má thích vậy dạ biết mà bởi vậy tôi đợi cho anh lại tôi mới lại tôi đâu có dám lại trước dạ cảm ơn rồi cúng kiến tính tới đâu rồi xong chưa xong rồi chờ mang một cặp của chị qua là đưa lên thôi gì hả cặp gì cặp trái cây thanh long ở đầu mùa mình đó trời ơi hoang tại bởi cái kiểu của ông hồi xưa giờ ăn nói thiếu chữ này nghe nó kỳ lắm ha nói cho nó rõ đợi cặp thanh long của chị rồi đưa lên nó đợi cái cặp của chị đưa lên rồi ra nghe dân chúng ta nghe ra ai biết cái gì thôi nè ai thanh long ở nhà trồng có hai trái mới có hai trái rồi mà hai qua là có nghe dặn thọ nói mua chỉ hai trái quý đó dạ ngọt chị. Lắm cảm ơn chị dạ bà ma hưởng Rồi xong rồi phải không? Rồi rồi, chị ngồi đi. Dạ. Dạ tự nhiên anh biết cái tính tôi rồi. Dạ. Tôi tính hôm nay qua thắp nhang cho bác xong rồi cái thôi nói với anh chuyện, mình coi không ấy nếu mà được ngày thôi mình làm đám cưới luôn cho nó xong. Chị nói cái gì vậy? Tôi nghe lùng bùng quá. Quên. Coi nếu mà được ngày lành tháng tốt mình làm đám cưới cho tụi nhỏ luôn cho rồi tôi và tôi thấy vậy đó hai đứa là nó cũng chín mùi rồi thôi kệ mình làm đi chứ để có chuyện gì cái mất công mình mang tiếng dạ chị cái chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ con Thắm với thằng Vạn Thọ chị thật ra tôi cũng muốn thưa chuyện với chị như thế này dạ thật ra thì sao tôi thấy cái mặt này tôi nghi lắm nè tôi hỏi đừng có giận nghe không anh ngại về vấn đề tiền bạc phải không anh đừng có ngại trời ơi anh biết tính của tôi mà tôi chơi xả láng lắm thôi bây giờ vậy nè tôi nói luôn chỗ mình cũng quá thân rồi nếu mà anh ngại vấn đề tiền bạc thì tôi sẽ bỏ hết tiền ra để tôi làm cho một cái đám rất là long trọng rất là rình rang lớn nhất trước cho giờ xong rồi đó tiền bạc đó từ từ mình trả lại sau nên bây giờ anh trả không được tháng thì anh trả tuần cũng được ý của tôi là cái khác nữa thôi hiểu rồi ngày xưa tôi với ông là yêu nhau mà tới với nhau không có được rồi bây giờ làm xui ra thấy ngại phải không trời ơi có gì đâu ngại cái chuyện ngày xưa là chuyện ngày xưa cái duyên nợ đó là do trời định rồi thấy không còn bây giờ là mình lớn hết rồi mình đâu có biết mình ngày mai như thế nào bây giờ mình lo cho tụi nhỏ thôi tụi nhỏ nó hạnh phúc là được rồi anh dạ ý của tôi không phải như vậy chị chứ sao bây giờ anh nói cho tôi nghe coi dạ ý của tôi là như thế này tới chưa vậy sắp tới rồi ủa Thắm đâu không có Thắm mà có Mận được không chị em dụ được ổng ra đây rồi nè giỏi thì ra là mấy người bày trò hả rồi dụ tôi ra đây làm gì hả nè hôm nay tôi kêu anh ra đây á là muốn nói cho anh biết chị Thắm nhà tôi á là chỉ hợp với anh Vạn Thọ thôi hai gia đình á là đã có mối thâm tình rất là sâu rồi anh đừng có hòng hả mà anh giật chị Thắm khỏi anh Vạn Thọ bởi vì tôi nói cho anh biết anh sẽ không bao giờ sánh được bằng anh Vạn Thọ đâu sai làm sao lại không sánh bằng nữa thì nó sai cậu là Việt Kiều là ít làm sao mà không bằng được mà thấy còn hơn đấy Việt Kiều mà đấy nhìn đẹp trai hơn bạn Thọ luôn anh Thọ luôn á nhìn thơm ngon tôi biết chứ nhưng mà ngày hôm nay mày nhẫn tâm một cái được không chị mới phải nhịn đấy liếc hồi rớt con mắt ra kìa mày... đúng mà nói đúng mà con vịt kiều nó phải thơm hơn ngon hơn thôi im đi ông nói cái gì tào lao vậy người nhà là mình phải lăn xe lên mai mốt về nhà với ông á ông cũng lăn xe tôi vậy lăn cái gì lăn xe trời ơi đàn bà con cái ở đây có vịt kiều mỹ lăn xe mà đi phát âm thành lăn xe nhục nhã thật chứ bởi vậy suốt đời làm con sen là đúng rồi ủa vậy ông là cái gì thì ở đợ nhưng mà tôi cũng phát âm đúng thì cũng như nhau thôi nhưng mà tôi phát âm được lăn xê chứ không phải là lăn xe ủa còn bây giờ tôi thích lăn xe được không mình là con gái tại sao cứ mỗi lần nóng giận ra là nói được hai từ mày tao có bao giờ nóng lên tôi nói một tiếng mày không bây giờ muốn gì con quỷ cái
Trời trời, hôm nay mày gan ha. Mày kêu tao con quỷ cái. Được rồi, tao gọi lên chị hai. Tao đi qua Mỹ với chị hai, tao lấy tay luôn. Trời, bởi vậy nói cũng sai nữa. Qua Mỹ làm sao lấy tay được? Qua Pháp mới lấy tay được. Mày nói cái gì? Mày đòi lấy tay hả? Tao biết ngay mà, bao nhiêu lâu nay mày yêu tao, mày lúc nào mày cũng nghĩ tới một phương trời xa xăm, mày nghĩ tới những thằng cao to đẹp trai, những thằng Tây. Tao không đủ đẹp hay sao? Bây giờ tao nói mày không đẹp đó, giờ mày làm gì tao? Mày xưng mày tao, mày qua Tây, bây giờ mày còn nói tao xấu nữa hả? Bây giờ mày muốn cái gì? Cho mày cầm dép, mày dám cầm dép với tao? Hôm nay mày gan, mày gan. Mày muốn sao? Mày muốn cái gì? Bây giờ tao hỏi hai đứa bay muốn cái gì? Muốn cãi nhau thì đi về nhà mà cãi nhau. Đi vào nhà. Tao sợ mày hả? Đi về mày. Tao sợ mày là tao. Đi đâu? Đi về. Công chuyện ở đây chưa có giải quyết xong kia kìa. À, chị biết con Thắm tôi mà. Dạ. Nó đi du học rồi làm việc ở nước ngoài. Nói chung là công việc cũng đang ổn định. Dạ, bây giờ mà nó đang phát triển mà mình kêu nó về Việt Nam mà nó làm lại từ đầu, chắc tôi nghĩ cũng hơi khó. Cho nên tôi định để cháu nó ở bên nước ngoài làm việc thêm thời gian nữa. Và sau khi mà đã thì có gì mình tính sao. Bởi vì cái chuyện đám cưới thì chắc tôi nghĩ chị chắc hậm hậm là chị ha. Ý anh là để Thắm ở nước ngoài làm việc thêm thời gian nữa. Từ từ coi làm sao. Bà mẹ, từ hôn thì nói đại từ hôn đi. Ổm ờ làm cái cháu gì chi cho nó mệt vậy, tôi không biết nữa. Tôi nói thiệt anh, tôi nghe đầy tai rồi. Từ bên đây phóng qua bên đây trào ngược lên lỗ mũi trào xuống rồi, chứ không phải tôi không có nghe. Nhưng mà tôi qua tôi nói với anh để tôi nói thử coi tình hình anh như thế nào thôi, chứ tôi biết hết anh. Trời ơi, có gì đâu mà phải như vậy anh. À, chị thông cảm, thật sự tôi ý tôi không phải như vậy đâu. Thì anh nói ra cái ý nó như vậy chứ sao ý anh không phải như vậy. Trong bụng anh sao anh nói ra là nó quệt tẹt hết rồi, anh đừng có che giấu. Xin lỗi anh qua mắt ai chứ đừng có qua mắt được cái bà này. Con gái anh là nó đi học ở nước ngoài. Hăng, nó hứa hẹn sau đó con trai tôi ở nhà chờ đợi bao nhiêu thời gian. Đó, trong khi đó nó chờ đợi thì nó qua nhà anh, nó sửa nhà dột, nó chăm cây này, nó làm cái kia đó, nói chung là làm bao nhiêu công chuyện. Người ngoài người ta nhìn vô người ta nói nó làm rể đây rồi, nó có vợ rồi, thì bao nhiêu đứa con gái khác làm sao dám ngó tới nó nữa. Anh thấy đúng không? Mà bây giờ con anh về cái anh bẻ kèo ngang à, anh chơi kiểu gì kỳ cục vậy anh? Thì tình yêu của tụi nó chị đem như kể lẽ ra nó tôi không phải là tôi kể về tình yêu, mà tôi kể về cái tính con người của anh. Hén, anh tham vọng, anh ham tiền. Bây giờ anh bẻ kèo, anh lật ngược, anh coi thường con tôi, anh coi thường bản thân tôi quá mà. Nè nè, tôi nói chị nghe nha. Chị làm cái gì vậy hả? Tôi có nói tôi bẻ kèo hồi nào đâu. Tôi có nói là tôi từ hôn hồi nào đâu. Tôi nói là hưởng thôi. Từ 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 sự nghiệp của nó đàng hoàng, sau đó rồi mới tính sao. Chị làm gì tự nhiên chị đông đổng lên hả? Đông đổng cái gì? Tôi nói đàng hoàng quá mà. Bây giờ tôi mới đông đổng nè. Bây giờ tôi mới đông đổng ra nè bà con ơi. Bà con lại đây mà coi ông Tư Hối nè. Bây giờ có trăng quên đèn hen. Có tiền quên tình đó, bây giờ mê Việt kiều xong rồi bỏ con tôi, bẻ kèo ngang con tôi. Trời ơi là trời, trời ơi bà con ơi, trời ơi ông tư hối nè bà con ơi, lại đây mà coi ông chị nè. Chị năm bây giờ nè, dạ đó, chị ông dạ. Già rồi mà ông sống không mê dạ. Tiền quên tình nè bà con ơi, trời ơi cái gì dạ, thôi dạ tôi lại chị để chị, tôi chị. Kêu bà con lại dạ, coi dạ, được, coi được, rõ dạ. Bắt mặt của ông, tôi xin lỗi chị, xin lỗi chị đừng có làm quá chị. Trời ơi, chị làm hồi bà con ta tới tưởng tôi làm gì chị, chết tôi luôn. Làm cái gì đó, rõ ràng rồi. Bây giờ cha con của ông hãm mà. Cái gì nè? Chị nói đàng hoàng nha. Chị nghĩ cái gì? Chị nói gì kỳ cục vậy? Cái gì mà kỳ? Cha con tôi hãm chừng nào? Có không? Cha con ông bây giờ là hãm hại tinh thần. Mẹ con tôi mê Việt kiều, bẻ kèo ngang xưa cái kiểu đó. Sống vậy sống với ai hả? Mỗi lần cứ nói là chị nhắc lại chuyện xưa lại hoài. Tôi hãm hại chị cái gì hả? Chị nhớ ngày xưa rõ ràng người ta nói là tôi với chị mà cưới nhau là một trong hai người sẽ có người chết, chị nhớ chưa? Cũng cái tật mê tín vậy đơn, cái tật không lập trường của ông mà tôi với ông không thành vợ thành chồng. Cưới nhau có người chết rồi, giờ cưới vợ đó có chết không? Thì vợ tôi chết rồi đó. Đó thấy chưa, cuối cùng cưới vợ cũng chết mà, đâu phải là cưới tôi ông mới chết. Thôi bây giờ không nói nhiều, vô lấy giấy tờ đi. Giấy tờ gì? Bây giờ giấy tờ đem ra đây, cái ly dị liền đi hết. Nhà ai, cái căn nhà này là chia làm đôi, con là mỗi người đứa, vậy đi cho xong. Bà điên hả? Tôi bà cưới nhau hồi nào mà ly dị? Quên, mệt quá. Cái lộn với ông biết mà tự nhiên cái tôi tưởng tôi với ông là vợ chồng không đó.
xuống nói cho anh biết, anh là không bao giờ hả mà sánh được với anh Dạng Thọ đâu. Anh đừng có mà tơ tưởng. Tôi thấy cũng lạ ha. Đúng lý ra là tôi nghĩ cô phải ủng hộ chuyện tôi với Thắm mới đúng chứ. Ủa mắc gì tôi ủng hộ chuyện của anh với chị Thắm? Vì theo tôi được biết á, là cô có tình ý với anh Dạng Thọ. Vậy? Rồi làm sao mà ủng hộ chuyện giờ Dạng Thọ với Thắm được? Ai nói với anh là tôi có ý với anh Dạng Thọ? Sen hôm nay nở đẹp quá. Sen nó héo hết trơn rồi mà đẹp cái gì? Sen xấu quá, bèo mới đẹp, bèo nổi đều xanh, nổi lành phành xanh quá. Thôi đi. Nè, tôi không cần biết, nhưng mà tôi nói cho anh biết nha, anh á hả mà hả đụng tới chị Thắm á thì anh coi chừng tôi á. Giờ tôi thích đụng tới Thắm rồi, cô làm gì được tôi? Tôi đâu dám làm gì anh. Thì đó, có người khác làm. Ai làm? Tôi làm. Thông cảm nhá, thật sự tôi quý cậu lắm. Tôi nói nè, từ đây về sau nha, tôi cấm cái bản mặt ông bước qua cái nhà tôi nghe chưa. Tôi nói là tôi làm, nó qua là chổi chà cái khe tôi quất ở trên đầu đó. Nè chị đó, bà đi đâu vậy? Bà đi đâu vậy? Bà đừng có nói bà vô trái cây mà bà mới cúng rồi bà định vô bà lấy về luôn sao? Nè, cái mỏ tôi nó nhỏ chứ tôi không có nhỏ mọn như anh. Để tôi lại má. Dạ con lại ba má. Dạ trái cây nhà con trồng, con mới hái con đem qua con cúng cho ba má mà hồi nãy con quên khấn. Dạ con lại ba má, dạ con xin ba má nếu mà ăn không hết trái cây, ăn không được á, ba má ngửi xong ba má hất xuống đất cũng được. Ba má làm cho nó hư, nó thiêu, nó thối đi. Chứ ba má đừng có cho cái thứ này ăn, cái thứ này nó vong ơn bội nghĩa. Nó có tiền, nó quên tình, nó mê giàu hơn mê nghèo. Đó, bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu năm nay bây giờ nó vũ phu, nó ăn như gà quẹt mỏ, ba má con chửi nó đó ba má. Dạ con lại ba má, con khấn ba má vậy thôi, con xin ba má phù hộ cho con. Con về á. Cái gì nữa? Quên đồ. Ủa dì Năm? Ủa con? Dạ. Tụi con mới về hả? Dạ. Nè dì Năm dặn nè, dì Năm mới đem trái cây qua cúng cho ông bà. Nè con nhớ nha, em cúng xong nhớ lấy xuống ăn nha con. Dạ. Ăn mà phải ăn hết nghe không? Mà ăn mà không hết á thì cũng phải ráng mà ăn. Ráng ăn mà không hết nữa thì con móc họng con ói ra, xong rồi con ăn tiếp nha con. Chứ con đừng có để cho cái thứ cô hồn cát đản hói nó ăn nha con. Phí của trời nha con. Nhớ lời dì Năm dặn nghe không? Dì Năm về nha. Dạ. Tía, hóa ra dì Năm chửi tía là cô hồn các đản hả tía? Tía bị chửi à? Tôi nghe mà còn cô đồ các bạn hôi nữa, hôi. Hôi. Mày cười nó đi. Nãy giờ con có cười. Con có mắc cười nhưng con nhịn cái khúc hói á, con nhịn con cười trong bụng. Nín đi. Rồi hai mày quầy á, rồi ra đây chi? Dạ con với ảnh quầy lâu rồi bác. Tại vì hôm bữa mà gây lộn xong thì ảnh mới chạy theo con đúng không anh? Dạ. Xong cái anh tới anh gặp con, xong cái anh xin lỗi con đúng không anh? Dạ. Xong thì con không chịu. Nhưng mà ảnh quỳ xuống luôn. Xong ảnh xin lỗi con. Con mới chịu chứ đúng không anh? Tôi quỳ hồi nào? Tôi không có quỳ. Không được hả? Nhìn là nhìn thế nào? Con không có quỳ bác ơi. Bác coi quỳ. Như không nghe thấy không đó nhá. Con không quỳ. Sao lúc nào anh cũng cãi tôi vậy? Cãi là cãi thế nào? Nói đúng rồi thôi, hôm đó không có quỳ. Thật sự hôm đó đó, con chỉ nhún người nhẹ một cái, con nói xin lỗi thôi. Mà bây giờ nói con quỳ là sao? Nhân phẩm, đạo đức, danh dự của một người thằng đàn ông, bây giờ nói như vậy đau cái đầu gối thật chứ. Thì cái gì? Đàn bà con gái mà nói bố láo mất dạy, nói không có đúng sự thật gì hết. Này, đầu gối của một thằng đàn ông ấy chỉ quỳ trước cha mẹ tổ tiên gia phả, hoặc là lúc đánh bài quỳ thôi, chứ làm sao mà quỳ trước một người con gái được. Ê, thằng Đực, tao nhìn mày nhiều rồi nha. Mày sao không mày không bao giờ mày nhìn tao được một lần hả?
lại mày tao. Mỗi lần giận lên là mày tao không có quỳ mà chỉ nhún thôi. Chứ, mày đúng là thằng ngốc mà. Con không hề quỳ ông ạ. Con chỉ hơi nhún nhẹ người thôi mà bây giờ đứng ở đây trước mặt ông một người lớn như thế này, nói con quỳ đầu gối xuống ngửa mặt lên xin lỗi. Làm sao có chuyện đó được? Một thằng đàn ông mà danh dự của con, nói mà con còn thấy đau cái đầu gối này. Tao bây giờ tao không hiểu tại sao mà con nhỏ nó yêu mày được luôn á. Được, khổ mày ghê. Nè, tao nói mày nghe, người phụ nữ, con gái, họ yêu người nào đó, họ cũng dựa người đó giống như là dựa cái tùng cái bách vậy, hiểu không? Cái tùng bách để họ dựa vô, hoặc là đôi khi họ thử mình có là mình có sẵn sàng hy sinh gì nào hay không, có sẵn sàng coi như là sống chết gì họ hay không đó, cho nên họ thử cái thôi. Vừa mới nói mày cái mày quay mày chửi thẳng mặt nó là đồ gì bố láo mất dậy, mày chửi thẳng mặt người ta vậy ai mà chịu cho nổi. Thế hả bác? Trời ơi, mày còn hỏi tao thế hả bác nữa. Bây giờ thấy nó giận nó chạy chạy có cờ luôn, thấy chưa? Giờ làm sao? Ôi người đàn bà đức hạnh của anh có quỳ em ơi, anh quỳ mà không hề thấy đau đầu gối. Thiệt tình. Mày còn đứng đâu mà ăn được hả? Bữa tiếp. Nãy gì Năm nói gọi. Này cù cúng. Và ăn xong á là mình ăn không được á, mình ráng mình ói ra xong mình ăn vô lại. Đừng có để cái thứ mà. Mày ăn hết chỗ đó cho tao. Tao cấm nó nhắc tụi này nghe chưa? Nói gì vậy mà vẫn ăn được. Đúng là con gái. Tới giờ này không ai chịu yêu, chịu cưới mày là đúng rồi đó. Mày đây là con chị mày đâu? Không biết. Đúng là già một bất hạnh mà. Cái Tía con mới về. Chết chắc linh lắm mà. Tía nói gì vậy? Bực bội quá, đi vô nhà nói chuyện. Nè, nghe Tía hỏi. Chuyện gì vậy Tía? À, Tía hỏi coi, cái thằng cái gì bầu đá vậy đó nó đâu rồi? Con đâu biết. Cái gì? Con đưa người ta từ bên Mỹ về đây, rồi giờ về đây về nhà mình ở luôn mà con nó không biết, rồi lỡ nó bị thất lạc cái gì đó rồi biết trả lời mà chỉ với ba má nó làm sao? Để con đi kiếm ảnh. Thôi hai ơi, người ta lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà hai đi kiếm chi. Mà nói gì kỳ vậy, người ta khách cái nhà mình mà không đi kiếm là sao? Trời Tía ơi, ảnh lớn rồi Tía. Với lại Tía thấy không, chị hai tử bên nước ngoài này còn về được tới nhà mình. Không lẽ ảnh hả, ảnh đi lạc được. Với lại hả Tía, anh tên gì? Tên Bầu Đá, là nhớ về quê hương. Giờ đi lạc không lẽ đặt tên là Lạc trên quê hương? Ngộ quá. Mày biết nói chuyện điên khùng đúng không? Đó, về rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi, anh Phúc. Anh sao vậy? Sao mà bơ phờ rồi người dơ ướt nhem vậy? Thôi, để em lấy khăn lao cho anh chứ không bệnh chết. Nè, ủa, con bị cái gì vậy? Dạ, con bị... Trời, nãy ăn thanh long sốc sốc. Đúng là con điên. Không bị cái gì? Dạ con nãy đi trên đường con thấy mấy cái bông sen đẹp quá, con giới con hái vô tình trượt chân té xuống hồ sen mất. Hèn gì bèo không, thiệt tình khổ ghê luôn á. Đi đứng phải cẩn thận nha con. Dạ. Chứ lỡ mà nó càng càng chứ mà nó sâu một cái là chết luôn á. Dạ. Đúng rồi, Tía tôi nói đúng á, hên là hồ sen thôi Tía ha. Chứ cái này mà té xuống sông, trời ơi, gặp mà sông lớn ở chỗ này trội trôi hả, mà tìm mất xác luôn, không thấy xác luôn á Tía. Mẫn, cái con nhỏ này nói gì kỳ cục vậy? Thì em chỉ là muốn dặn ảnh thôi, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà chăn dắt hoài. Mày nói gì kỳ vậy? Người ta người lớn mà nói như là cái gì mà chăn dắt là sao? Con nói đúng mà Tía. Đúng cái gì mà đúng? Dạ, bác ơi bác. Không sao đâu, thật ra thì chắc là Mận quan tâm con, nhưng mà không biết cách ăn nói nên đâm ra nó hơi vô duyên chút xíu thôi. Chứ con nghĩ là tính Mận cũng tốt. Nè, anh đừng có tưởng tôi không biết anh nói cái gì nha. Anh đang nói đỡ giùm tôi đúng không? Mà cái này không phải là nói đỡ, anh đang nói móc. Là anh chửi khéo tôi chứ gì. Tôi không có cần hả cái loại người đạo đức giả như anh đâu. Có Tía ở đây á, tôi nói luôn. Té, Té có biết sao ông bị vậy không? Là do con chủ mua số té xuống hồ sen đó Té. Sao em làm vậy Mận? Em ghét. Mày im đi. Mày thấy em gái mày không? Một người phụ nữ gọi là trung trinh tiết liệt, dám làm dám nhận.
Trời ơi, tía lần đầu tiên tía khen con luôn á tía. Con là con gái của tía mà. Tía ngưỡng mộ con luôn đó. Thắm. Dạ. Gia pháp. Tía mới vừa khen con luôn mà tía. Nghe chưa? Gia pháp. Tía đánh em thiệt hả tía? Vô lấy rồi cho tía. Nghe. Dạ dạ. Tía tía. Đi vô. Mới vừa khen. Bác ơi, cô còn nghĩ là không có chuyện gì quá đâu mà mình phải. Được rồi, đây là chỗ dình của tôi, cậu để tôi quyết định nha. Ngồi đây. Thôi. Đưa cho tía. Tha cho em đi tía. Đi đánh con luôn bây giờ đó nghe chưa? Nằm xuống đây. Tía. Nằm xuống. Ừ khoan đã mật. Còn thấy chưa hả? Con xô người ta xuống như vậy hả, mà người ta vẫn còn nói đỡ với con một tiếng ha, người ta còn nói với con một tiếng như vậy mà hồi người ta ra xin lỗi người ta liền chưa. Nằm xuống kê cái đầu này em đánh cho dễ bác. Chưa, tôi lo cho Mận mà, nằm cho cái thế nó nằm dễ đánh xíu. Hôm nay tía đánh con hả, để con biết điều hả, tía cưng chiều riết rồi cái gì cũng làm rồi, bây giờ hôm nay là xô ta xuống cái ao sen rồi mày bốc xô ta xuống cái gì nữa hả? Nè tía đánh thiệt hả? Đây là chuyện gì của tôi, cậu để tôi đánh đó. Rồi nãy giờ con đừng giỡn không hả? Giỡn gì giỡn, cậu cũng tránh ra. Con nghĩ là Bận chỉ muốn tốt cho Thấm với Vàng Thọ chứ không ý gì xấu hại con đâu bác. Cái là chuyện gia đình của tôi, cậu bỏ ra đi. Cậu bỏ ra. Cậu muốn bình tĩnh. Bác đừng đánh Bận bác ơi. Cậu đứng lên ngay. Con nghĩ là Bận chỉ muốn tốt cho Thấm với tôi nói cậu đứng lên ngay. Con nghĩ Bận không gì xấu đâu bác. Mày không đứng lên, mày tin tôi giết mày luôn không? Ủa liên quan tới con? Mày đang đè lên con gái đâu kìa. Còn mày nó khóc cái gì hả? Đàn ông con trai đè lên người mà nằm yên thiết thiết à? Mày khoái lắm đúng không? Không có, tại cái phong cách này nó êm quá à. Vậy mà nó còn quảng cáo được kìa. Tía ơi. Tía. Ôi da. Sao? Ai ơi em đau quá à. Tía đánh cho mông nè. Tại em á. Mọi ơi, hồi nãy tôi tưởng giỡn, tôi đâu có biết là thiệt đâu. Mận có sao không? Ra đi, tôi không có cần anh quan tâm đâu. Đồ thấy ghét. Mận à. Sao tôi có cảm giác như mình là hòn giọng thê cho trời. Đi dạo cái gì mà giờ này vẫn chưa về hai người. Trời đường gái chiếc đi với nhau. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Hợp vậy. Anh làm gì vậy? Đi thể dục cho nó khỏe khỏa. Tập thể dục hả? Chắc là cũng mới đi dạo với người ta về ha. Đi dạo là sao? Trời ơi, giờ này còn ở đó đóng kịch với tôi nữa. Ôi da. Rõ ràng hồi chiều á, Út nhỏ nói là nhờ đi kiếm cậu Thiên Phúc để mà đi ngắm cảnh đồng quê gì đó. Mà cũng ngộ thiệt. Hồi xưa đi với tôi á thì ta nói 4-5 giờ chiều rồi về rồi, còn bây giờ đi với người ta thấy chặn dạng cũng chưa chịu về nữa. Em có sao không? Đừng đụng vào người tôi. Thấy người ta đau vậy cũng không đỡ nữa. Anh kêu là đừng đụng vô người tôi. Tôi kêu sao làm y chang vậy hả? Giờ tôi kêu bỏ Thiên Phúc theo tôi á, có nghe không? Hả? Coi như tôi chưa nói gì đi. Ủa mà Phúc đâu rồi, sao về có mình vậy?
đúng là chưa có về, còn đi nữa. Mà tại Phú anh mệt, em cho anh về sớm nghỉ ngơi. Anh nè, công nhận á nha, quê mình cảnh đẹp dễ sợ luôn á. Em thích nhất á là khoảng 5-6 giờ chiều, khi mà hoàng hôn xuống á, hai người ngồi nói chuyện với nhau lãng mạn dữ lắm. Rồi anh có nhớ không, hồi trước á, mỗi lần mà tía má hai bên bận á, tụi mình nè hay tụ năm tụ bảy lại với nhau, rồi đi bắt cá, bắt ốc, rồi mình còn trèo cây hái trái cây nữa, anh nhớ không? Em ấn tượng nhất nha, mỗi khi mà mùa nước nổi, em với bé Mận sợ quá trời luôn. Chỉ có anh Dạng Thọ là can đảm nhất, anh lúc nào cũng trấn an tụi em. Lúc đó anh nắm tay em như vậy nè. Rồi anh nói gì với em, anh nhớ không? Yên tâm đi. Mà thôi đi, cái đó là chuyện hồi nhỏ rồi. Bây giờ tụi mình cũng lớn hết rồi, thời gian thay đổi thì con người người ta cũng thay đổi theo. Em đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Mà Thắm nè, thực ra là anh cố tình anh đứng anh chờ em ở đây để anh nói với em một điều á. Chuyện gì? Kể từ ngày hôm nay á, em thích cái gì hay là em muốn quyết định cái gì thì em cứ làm. Anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, cho dù có thể là quyết định của em làm cho anh hơi đau một chút, nhưng mà không sao á, anh là đàn ông mà. Rồi năm bữa nửa tháng anh cũng quên thôi. Chúc em hạnh phúc nha. Anh Thọ, anh Thọ. Người đâu kỳ cục. Đau chứ sao không đau. Hai thử bị tí đánh có đau không? Ui da. Đáng đời. Ủa hai nói hai nói gì mà đáng đời? Nè nha, nói cho hai biết nha, tí là hay la em, hay đánh em là em buồn lắm á. Nhưng mà hả, còn hai là cái người mà em thương yêu nhất, mà hai nở lòng não hả, em bị đánh hai nói em đáng đời làm sao? Đúng rồi, người ta nói là người ta thương tôi nhất, người ta quan tâm, người ta lo lắng cho tôi. Vậy mà lúc tôi không có ở đây á, người ta làm chuyện mờ ám sau lưng tôi. Cái gì mà mờ ám? Em làm cái gì mà mờ ám? Lúc hai em có ở đây, em với anh Dạng Thọ có tình cảm với nhau đúng không? Cái gì? Hai đứng lên. Đứng lên. Cái gì? Đi qua bên đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ừ thì ngồi nè. Đó. Vậy đi cho đỡ đau. Hai hỏi lại coi, hai nói em cái gì với anh Dạng Thọ? Thì hai người có tình cảm với nhau sau lưng hai đúng không? Em mà có hai nghĩ sao? Nghĩ sao mà nói vậy? Ừ, em có tình cảm với Dạng Thọ đó. Rồi sao? Thấy chưa, tôi biết lắm mà. Bây giờ có tôi ở đây mà còn nói vậy nữa, lúc tôi ở bển thì sao hả? Coi kìa, em đúng là có tình cảm, nhưng mà là tình cảm của một em gái đối với lại anh rể của mình. Tình cảm của em gái đối với anh rể mà lúc nào cũng xà nẹo đi theo vậy hả? Thì đúng rồi, em phải xà nẹo đi theo Dạng Thọ. Bởi vì sao? Bởi vì em biết là anh Dạng Thọ là một người nè đẹp trai nè, hào hoa phong nhã, cho nên hả có công việc ổn định, gái ở trong xóm mình hả là theo ảnh hả nườm nượp. Em phải xà nẹo như vậy để cho mấy con nhỏ khi biết anh Dạng Thọ là hoa đã có chủ, không có dám sớ rớ vô ảnh. Còn con nhỏ nào mà gan hả mà dám lại gần ảnh, em bắt nó một cái liền chứ bộ. Em phải chứng minh cho mọi người biết anh Dạng Thọ là chỉ hợp với hai của em mà thôi.
Nói tới ra vậy, hai người không có gì hết hả? Má con gái bây giờ. Ê, hổn nha. Xin lỗi ai, hai thông cảm đi. Tại vì nào vậy em ở đây nè, em bị tía bát hoài à, riết em bị liệu chứ bộ. Nhưng mà em nói ai rồi, em với anh Nhạn Thọ là không có gì hết. Anh Nhạn Thọ đâu phải là gu của em. Xin lỗi hai nha, gu của em mà hơi bị cao luôn á. Không có gì thì thôi. Ủa, sao tự nhiên bữa nay hỏi với anh Nhạn Thọ nhiều quá vậy ta? Trong khi từ bữa tới giờ hai là bỏ lơ Nhạn Thọ. Hai sao vậy? Trong khi nè, trái tim của hai bây giờ chỉ biết một mình anh Phúc bầu đá bầu điếc gì thôi. Bị đặt hỏi rồi ghen lồng lộn rừng rừng lên. Ủa, nếu mà thương người ta hả, tại sao lại bỏ rơi người ta, vô tâm hững hờ với người ta? Hai bây giờ hả đâu còn thương anh Nhạn Thọ giống như trước nữa, đúng không? Cho nên là hả ai ghen là im, không có nói nữa. Ai nói là không quan tâm, ai nói là không lo lắng, ai nói là không thương Nhạn Thọ? Nếu mà không thương á, đâu có cần nghe cái tin sét đánh này là lập tức bay từ bến như đấy đâu hả? Vậy là hai còn tình cảm với anh Thọ đúng không? Hai còn thương anh Thọ đúng không? Dạ, hai còn muốn cưới anh Thọ đúng không? Đúng không Mai? Thiệt đúng không? Hai nhiều chuyện quá. Hai, cái gì? Đó phòng em. Ôi, vậy là hai còn tình cảm với là anh Thọ. Cúc cu. Cái gì vậy? Nửa đêm la lối ôm sầm. Đáng nhẽ chuyện này á, anh định đợi tới ban ngày, nhưng bây giờ nó gấp quá rồi, cho nên là ban đêm anh cũng phải qua luôn em mà. Nhưng mà chuyện gì? Bà biết hai đứa mình đẩy cậu Thiên Phúc xuống ao mà. Nhưng mà chuyện đó biết thì cũng đâu có sao đâu. Làm sao mà không sao? Bà cấm không cho hai đứa mình gặp nhau nữa. Chết rồi. Giờ hai đứa đang yêu nhau vậy, rồi tự nhiên cái giờ không cho gặp nhau nữa thì khác gì không yêu nhau đâu. Không cho gặp nhau nó chưa đủ đau, mà bà còn nói là tao cấm hai đứa mày không bao giờ được cưới nhau. Cái gì? Cái nhỏ thôi. Rồi mai mốt mà mình không gặp nhau nữa, vậy anh có nhớ em không? Anh nhớ chứ. Út nhỏ à, không được gặp anh, em có buồn không? Em buồn chứ. Vậy rồi mai mốt mình không được cưới nhau nữa, anh có buồn không? Anh buồn chứ. Mình xa nhau rồi, phải không em? Dù còn tim anh còn muốn nói lời yêu. Biết bao kỷ niệm, biết bao vui buồn, theo tháng ngày giờ mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Yeah, thiệt tình luôn, không hiểu nổi tía luôn á. Tự nhiên hả, cái gì người ngoài mà tí nở lòng nào mạnh tay với mình vậy? Mà cũng thằng cha Phúc không á, tại ổng mà mình mới bị đánh vậy á. Giờ hả, mình mới gặp ổng hả, bắt một cái cho biết. Nè, cô đòi tát ai đó? Anh giống như dông vậy, nói cái xuất hiện liền. Sao tôi bị vậy anh vui lắm đúng không? Tôi có cái này cho cô nè. Gì? Sức vô chỗ đau đi. Trời ơi, bây giờ còn bị đặt đối xử tốt với tôi hả? Mấy cái này tôi không có cần. Dạ. Có sao không? Thôi đi. Cô ngại đúng không? Ngại gì? Nếu cô ngại thì thôi, để tôi sức giùm cho. Ê, nè. Không, nếu mà cô ngại thì để tôi sức giùm cho. Tôi không cần. Đây, tôi tự sức. Bây giờ ra đây tính chọc quê tôi nữa chứ gì. Tôi bị đánh như vậy á, anh là cái người vui nhất đúng không? Vui gì mà vui, thấy Mận đau tôi còn đau hơn Mận nữa kìa. Gì?
nói gì? Thật ra thì tôi chỉ nghĩ là bác giỡn thôi, ai ngờ bác đánh thiệt. Lúc đó tôi chỉ muốn là người chịu đau thay cho Mận thôi. Trời ơi, coi kìa, coi cái mặt đạo đức giả kìa. Nè, tôi nói cho anh biết, anh đừng có giả bộ mà anh tốt với tôi. Về nước á hả, hỏi cưới chị gái của tôi, chia rẽ tình cảm của chị tôi với lại anh Vạn Thọ. Bây giờ hả, còn mày đặt đối xử tốt với tôi đó hả? Nè, không bao giờ đâu nha, ai có thể tin anh, nhưng riêng tôi không bao giờ tôi tin. Hỏi cưới chị em hồi nào? Chứ gì nữa? Trời ơi, anh với chị em chỉ là tình đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà về đây hả, thưa chuyện cưới hỏi với lại tía của tôi. Ủa, thưa chuyện cưới hỏi hồi nào? Thì mỗi lần anh gặp tía tôi, anh nói có chuyện quan trọng đó, không phải cưới hỏi chứ là cái gì. Trời ơi, em biết anh định thưa chuyện gì hay không? Ai mà biết. Thật sự anh có một người cô bị thất lạc ở nơi này. Lúc trước ba anh ở khu này nè, sau khi ba anh đi định cư nước ngoài á, thì đã không còn liên lạc gì với người cô của anh nữa. Lần này anh về Việt Nam á, là muốn tìm gặp lại cô. Ba của em là người ở đây nè, nên anh định thưa với ba của em là để hỏi có quen biết cô anh hay không. Mà mỗi lần định thưa là ba em cắt ngang câu chuyện của anh. Ai biết được, nhiều khi đó chỉ là một cái lý do của anh thì sao, làm sao tôi tin anh được. Anh có tấm hình đây, em coi có biết người này hay không. Đây, người trong hình là cô anh nè. Ý người này tôi biết nha. Em biết hả? Biết. Dẫn anh đi gặp đi. Nhưng mà bây giờ tối rồi, làm sao mà đi? Thôi để sớm mai đi, rồi tôi dẫn anh đi. Sáng mai đi cũng được. Về tin anh chưa? Trời, chỉ có một tấm hình như vậy thôi, làm sao tôi tin được. Ngày mai tôi dắt anh qua đó. Nếu như mà đúng sự thật á, thì coi như tôi tạm tin anh. Còn nếu như mà không đúng nha, là anh không có yên với tôi đâu, nghe chưa? Ví dụ không đúng thì cô sẽ làm gì tôi? Không có đơn giản là xô anh ở Hồ Sen đâu nha, mà tôi sẽ làm mọi cách cho anh không được về bển đâu luôn. Bộ tính cưới tôi hay sao không cho tôi về bển? Thì anh nói gì á? Anh nói là Mận. Gì? Anh thật sự thích em. Anh đang rất nghiêm túc. Một màu đá. Anh thích em thật mà. Kỳ quá à. Mận. Ơi, thiệt luôn á, tôi không ngờ luôn á. Cậu á là một người bắt cá hai tay, vô đạo đức, vô tâm, vô sinh, tức chết mà. Em nói cái gì đấy? Tôi nói anh không nghe hả? Thì là vô đạo đức, vô tâm, vô sinh. Này, Sao tự nhiên em lại chửi anh? Tôi chửi anh hồi nào? Còn hồi nào nữa, cái gì mà này, chửi tôi vô phúc, vô tâm thì được, chứ đừng có chửi tôi vô sinh nha. Tôi sinh cực tốt nha. Tao nói là tao không có chửi mày. Nãy giờ là tao chửi cậu Phúc kìa. Chửi người ta thì phải chỉ vào mặt người ta chứ. Rõ ràng là muốn chửi tôi, chỉ thẳng mặt tôi. Ủa thì chỉ đây nè, chứ đâu. Đây cái gì, nhưng mà đây thì phải ra tận. Mày điên hả? Đã nói là tao không có chửi mày. Trời, tao mệt ghê luôn á. Mệt quá. Giờ tao không nói chuyện tới mày nữa. Còn cậu Phúc ha, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Dạ, ra thêm cái tược nữa. Chuyến này á, chắc ra bông nhiều à. Cái này có tược nó nằm ở đâu đây? Phải. Bé Năm. Không, chị Năm. Đi đâu đây? Cái bản mặt này tôi không ưa nha, tôi từ rồi nha. Giá cái mặt qua đây là tôi thả chuột ra cắn, ráng chịu quá. Trời ơi, thiệt luôn mà, cứ giận hoài. Thôi đi vô nói chuyện chơi. Đi đâu, về lại. Xâm phạm gia cư bất hợp pháp là tôi thưa là ở tù à. Đi đâu đây? Tôi đâu có ưa mà đi đâu đó mà dắt vô nhà người ta nói chuyện. Ai cho vô? Tôi nói rồi, bà con xóm nhau mà lớn tuổi hết trơn mà chỉ cứ làm như nít, giận hờn vu vơ tôi hoài. Không có giận hờn cái mặt hói ông nha. Ông lao, về đi. Thôi mà, đây nè, hôm qua đây chủ yếu là tôi nói thiệt cái chị á, là tôi có muốn nói chuyện chuyện nên đẹp. Không còn chị chuyện Năm gì ơi. Nữa. Nào bây. Dạ con Mận nè. Con vô đây con. Dạ. Không phải là con gái tôi không, cứ mỗi lần mà có chuyện quan trọng nói chuyện ý như rằng là nó phá đám. Ồ, tè. Gì? Trời,
Trời, con nhớ là dì Năm á, từ mặt tía rồi mà tía cũng giác bằng qua đây. Này là nhớ quá chịu không nổi phải không tía? Nè, tao sáng cái mặt mày một cái nha, mà quay cái mặt 180 độ giờ đó. Qua kiếm tía có chuyện gì? Nói, thủng thẳng thôi. Trời ơi, con qua đây kiếm dì Năm mà tía con đâu kiếm tía đâu. Ủa quê bát một cái bây giờ. Năm, nó kiếm Năm đó Năm. Nói chuyện cho đàng hoàng. Con kiếm Năm có chuyện gì con? Dạ Nam. Ủa mày sao nhớ quen quen ta? Cái Nam nhớ coi. À, thằng Việt Kiều phải không? Nè, nhà tôi không có thích tiếp Việt Kiều. Việt Kiều đi ra chỗ khác nói chuyện chứ không có mà danh dự mà đứng ở đây tiếp chuyện với tôi đâu nha. Ai đông la Việt Kiều? You please go out. You are don't stand. Bà Nam, bà mới nhai Vũng Hồng rồi vậy hả? Bà niệm chú gì vậy? Niệm chú gì? Tôi nói tiếng Anh với Việt Kiều chứ tôi niệm chú gì? Con người ông không có đi học Anh văn, bởi vì ông không có biết giấm ôn gì hết á. Sao? Dạ, con chào cô. Nãy giờ cô nói gì cô? Cười gì? Mắc quá nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Việt chứ gì đâu cười. Biết tiếng Việt sao nãy giờ ông nói? Đi lại đây làm chi vậy? Ai vậy? Sao con dẫn qua nhà gì? Thôi mà, vậy Năm bình tĩnh đi. Nè, vậy Năm nhớ ai đây không? Ở trời ơi, dì Năm nè. Ôi, phải không? Dì Năm hồi 20 tuổi nè, đẹp lộng lẫy không? Tao nói dì Năm là ngày xưa là hoa khôi mà. Chuẩn bị đi thi hoa hậu luôn á, mà ba dì Năm không có cho. Nói thôi, hoa hậu lỡ đậu rồi cái nổi tiếng khổ lắm. Không cho bắt ở nhà luôn tới giờ đó. Mà tao nói cái dòng mà theo không được, nó cứ ngộ lắm. Nó cứ càm ràm như chị đà cắn mũi á. Cái chú này làm cậu Ba Hưng nè. Ba Hưng là bên họ của dì Năm. Này là nhóc này là ai ta? Này là như con của cậu Ba Hưng gì phải á. Nhớ không lầm. Phải không ta? Ủa mà đâu con có tấm hình này? À, này đâu phải của con. Chứ của ai? Dạ, của anh Phúc nè. Dạ, con là thằng nhóc trong hình nữa cô Năm. Ủa? Con là nhóc trong hình? Dạ. Ủa nói vậy là con của cậu Ba Hưng hả? Dạ đúng rồi cô Năm. Trời đất ơi. Trời ơi, sao con lạ quá vậy? Vậy nhớ ngày xưa con mập dữ lắm, mập tròn lẳng luôn á. Tao nói mập bự vậy nè, mà sao bây giờ con ốm nhom ốm nhách vậy? Ê, qua bệnh thiếu ăn hả con? Dạ không có, qua bệnh con làm nhiều, thức khuya nhiều gì mà không nổi. Trời ơi, vô ngồi vô ngồi nói chuyện. Dạ, trời ơi, dạ. Ngồi nhà không mà vô đây ngồi nói chuyện dạ. Con ơ, con chừng rách. Rách cái gì? Cây lá rách ra mà bước qua cửa. Tôi biết ông nói gì nữa. Tôi nằm lòng cái bụng ông á, cho ông biết á. Nè, nó nghe nè, cậu tấm hình này coi. Nhớ không? Anh Ba Hưng. Ba Hưng là anh họ tôi đó. Cũng người nhà không, còn này là Thiên Phúc nè. Thiên Phúc bà con của anh Ba Hưng ngày xưa đó. Anh nhớ đâu ngày xưa nó mập ù vậy nè. Trong một cái đám con nít mà 5-6 đứa đi chơi với nhau. Xong cái nó chạy đua. Nó chạy đua mấy đứa, cái thằng này chạy thua mấy đứa kia. Mà không biết sao ăn gian. Cái nó nằm xuống nó lăn vậy nè. Sao không mà dám nó về nhứt anh. Nhớ không? Không. Trời đất ơi sao anh cái trí nhớ anh dở quá vậy. Đấy, thằng cái này là anh Ba Hưng. Nhớ anh Ba Hưng không? Anh họ tôi. Này là thằng Thiên Phúc nè, cái hình nó ngày xưa nè. Nguyên một đám mà con nít ở xóm mình đó. Nó mấy hàng một chiều nó hay ra nó chơi mà nó chơi chạy đua. Đó rồi tụi nó chạy nhanh quá, cái ông nội này nè là ăn gian. Chạy không có lợi, ta không biết sao cái nằm xuống nó lăn. Ồ, nhớ không? Không. Tôi diễn tả vậy mà anh không có nhớ vậy anh Tư. Cái trí nhớ anh nó thiệt là dở luôn á. Bây giờ tôi diễn tả lại lần nữa nè. Tôi nói là thằng này là thằng Thiên Phúc. Ngày xưa là nó mập ù vậy nè. Lần vậy mà nó về nhất đó anh, nhớ không? Bà mệt chưa? Mệt. Tôi nói tới đây là tôi mệt lắm luôn á. Mệt thì thôi, tôi biết rồi. Sao biết thì nói cái đi cho tôi đừng có diễn tả nữa. Tôi nói tôi diễn tả vậy mà cái tật bà nói chuyện người ta hiểu rồi cứ lăn chi cho nó mệt vậy. Tôi ghét ông bởi vì ông không có nhớ mà tôi phải giải thích cái kiểu vậy là ông cái hình ảnh đó. Ủa, là bà ngồi bà định vị đó đi để yên cái coi. Trời đất ơi, gì đâu mà tôm tướp à. Đây Thiên Phúc phải không con? Dạ. Chà, hồi nhỏ nó mụm mỉm đẹp trai mà ai ngờ qua hôm đó trời ơi, cái người nó thon, nó dài, nó kéo ra cái cao ráo, đẹp trai ghê. Mà đẹp sáng, trai hơn sáng. Là tử luôn á nha. Thông thái dễ sợ luôn. Hồi nhỏ nha, nói con Mận đi đâu cũng có hai đứa đi chơi chung với nhau. Trời ơi, hai đứa mà người ta thích bệnh nổi và ta nói là lớn lên là cặp dễ thương luôn. Coi như là tiên đồng ngọc nữ nha. Trời ơi, sanh ra để dành cho nhau á nha. Mà ai cũng vậy, ai cũng thích, mà bản thân tụi nó cũng thích nữa. Vậy mà giờ con lớn con về con hút con thấm là sao con? Hả? Sao con vẽ kèo nó mà ngang xương vậy con? Tôi đúng. Cậu Phúc chính là người bắt cá hai tay đó không bà? Chính mắt con với anh Đực nhìn thấy luôn á. Thật ra là tôi ngưỡng mộ cậu lắm á.
Dì cậu cũng ở nước ngoài về. Tôi còn rất nhiều điều muốn chia sẻ, muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với cậu. Nhưng mà tôi không ngờ cậu là con người sống nó bẩn như vậy. Đó, bữa nay có ông với bà đấy, cậu giải thích đi. Giải thích đi. Cái gì vậy? Ở đâu tự nhiên vô rồi tự nhiên tự rót nước uống làm như ông nội nhà này vậy? Là tự nhiên chửi người ta là vớ vẩn, sống bẩn, sống dơ là sao? Mày nín à? Ồ, thế cậu cho tôi hỏi, cậu là gia chủ nhà này hay là bà này thế? Mẹ mày, sao ông lại chửi con? Tại con tức quá mà. Bắt cá hai tay không chung thủy mà một người đàn ông chung thủy như con, có thấy cảnh đó con tức lắm. Mày hết thủy của tao đây nè. Con tức lắm. Mày nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với đất chứ đó, văn một người ông. Tao mệt mày quá. Mày mà riết mày ở với bà riết mà mày khùng với bà luôn à. Nè, gì có tôi nữa. Ông mới tào lao á. À, bây giờ tôi thấy vậy nè. À, tôi thấy thằng Giảng Thọ con tôi với lại con Thắm con anh nó yêu nhau nhưng mà nó không có cái số nên duyên vợ chồng. Thì thôi bây giờ Giảng Thọ con tôi á tôi hốt về. Còn Thắm con anh á, anh thảy qua cho anh Thiên Phúc đi. Cái gì? Cái gì? Chị nói chuyện giống như là chuyện đang giỡn nha. Ha? Định người trong nhà không mà. Trong nhà con khỉ gì? Chị nên nhớ một điều nha. Dù gì con gái tôi á, chị làm giống như là thịt heo ngoài chợ, ổng được hốt giờ hốt rồi thảy ra là sao? Nó cũng dù sao cũng là cành vàng lá ngọc vậy. Thì con gái anh cành vàng lá ngọc, con trai tôi cũng là kim cương hột xoàn chứ đâu có giỡn anh. Một là Giảng Thọ, còn nếu không á thì không có cưới xin gì hết. Em đừng có đi theo anh nữa được không? Anh đã nói rồi, mình đã không còn tình cảm với nhau nữa thì đừng có nói gì nữa hết á. Anh Thọ, nếu anh không chấp nhận tình cảm của em á, em đi tu cho anh coi. Mày đứng lại, mày đi đâu? Con đi tu. Mày đi tu mà nhà nó đó, phòng nó đó, mày vô mày tu hả? Mày lựa cái am quá hả? Tiếc cái gì? Bước qua bên đây. Mày mới là kỳ á hả? Lúc mà về 1212 là bỏ Giảng Thọ rồi đến với thằng Thiên Phúc. Rồi bây giờ tự 1212 bỏ Thiên Phúc rồi sống chết rồi đi tu với Giảng Thọ là sao hả? Mày làm tao rối não luôn à. Bác bình tĩnh đi. Thắm không phải con người vậy đâu. Thật sự mục đích chính của con về đây á là nhờ Thắm để con tìm được tin tức của cô Năm thôi. Còn cái chuyện mà làm người yêu của Thắm á là Thắm kêu con đóng giả thôi. Thắm bài đầu con không biết gì trong chuyện này hết. Ủa là sao? Chị hai. Thắm, chuyện này là như thế nào Thắm? Dạ thì cũng tại tía. Cái gì? Tự nhiên ta đang yên đang lành bển, tí gọi điện thoại qua tí nói là ở đây anh Giảng Thọ với anh Mẫn có tình cảm với nhau. Dạ. Con phải lập tức bay về đây để chứng minh coi sự chuyện như thế nào. Rồi mới nhờ anh Phúc giúp đỡ. Trời ơi, con không có ngờ luôn á tía. Trời ơi, người tiếp bao nhiêu năm bây giờ tiếp bán con luôn á tía. Mày đừng có bình trà tôi con cái đầu mày bây giờ. Mày điên hả? Bây giờ mày còn nhão tao hả? Còn gì nữa? Mày nghĩ xong mày là thằng em vợ thằng này là anh rể mày mà hai đứa xà nèo trong cái giường tre á. Đấy giờ còn nắm đầu vô còn cái gì rồi nhẹ nhàng có gì nó sẽ mau ra cái gì phọt máu tùm lum ra. Trời ơi con hôm bữa con giải thích với tía rồi, anh Thọ anh bị sốc dầm, thế nó con nặng cái dầm cho anh thôi. Tía không hiểu tía bán con luôn á tía. Tất cả chuyện này là đúng rồi do con nhỏ này hết. Trời ơi tía, con không ngờ luôn á tía, bán không được giờ tía bán qua con sen luôn á tía. Nè mẹ tao sáng mặt tay mày bây giờ nghe chưa đúng không? Mày cứ rỉ rả vào tay của ông là mày nói là cái gì hai đứa này nó cứ tằng tiểu nhau. Người ta tao mới sợ là tình chị với em phải gọi nhỏ này về chứ. Đâu phải tại con, tất cả tại anh Đực nè. Thằng Đực á mày bữa cái thế là nó hết. Tại vì mày tham gia trong đây nữa Đực. Anh không ngờ em là người đàn bà thích đổ lỗi như vậy, nhưng mà không sao hết. Tất cả là tại bà đó. Hả? Gì nữa ông nội? Ê, mấy cái chuyện này dính dáng gì tao, mày bay qua tao mày cái ly bay vô mặt mày à? Tại mỗi lần con hỏi cưới út á là bà lại nói là khi nào mà cậu Thọ cưới được cô Thắm ấy thì mới cho hai thầy con cưới nhau. Thì đúng rồi. Mà hai người đó một người đầu sông, một người tít cuối sông, biết bao giờ mới gặp nhau, mới cầu hôn, mới tổ chức đám cưới được chứ? Thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ làm sao được? Đám cưới mà sao mày nôn quá vậy? Thì hôn nhân của tụi con mà phải phụ thuộc vào hai người đó, cho nên tụi con mới phải tính kế này cho nó nhanh lên. Trời ơi. Thấy không? Tất cả do bà ích kỷ quá chi. Khó khăn quá chi để hai tụi nó phải suy nghĩ vẩn vơ thấy chưa. Cái gì mà ông cũng đổ lỗi cho tôi vậy? Nói chung á là cái này là cái sự hiểu lầm. Mà mỗi người một cái suy nghĩ riêng rồi cái nó vòng nó thành ra cái chuyện lớn thôi à. Thì thôi, chuyện này chuyện hiểu lầm. Ai cũng có lỗi trong đây, giờ trừ tôi là lớn tôi đại diện là tôi xin lỗi ông trước đó. Bây giờ chuyện tụi nhỏ nó yêu nhau rồi đó, bây giờ tới ngày hôm nay rồi thôi, rồi cái lựa ngày lành tháng tốt cho tụi nó cưới nhau luôn cho rồi. Cái gì? Muốn cưới là cưới hả? Chứ sao?
không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Ủa? Nghĩ sao con cái áp đặt cha mẹ là sao hả? Thà mà về nói một tiếng với cha, nói một tiếng với lại gì gì năm, tất cả mọi chuyện xong xuôi hết rồi, tự nhiên dựng rồi gạt cha gạt mẹ vậy là sao hả? Không có cưới hỏi gì hết á. Tía, tía mà không cho con cưới, con đi tu cho tía coi. Mày tu mà vô phòng nó hoài, mày tu trong đó. Má, má mà để Thắm đi tu á, con đi bán kinh cho má coi. Cái gì? Thắm đi tu là con bán sách kinh đó. Bán sách kinh hả? Nè ông nội, lần sau mà ông mà có mà giận dữ cái gì á, cũng nói năng nó tròn dành rõ chữ chậm chậm, là đi bán sách kinh. Nó nhanh quá nè, đi lên bán kinh, bán kinh không? Nó nói nghe được rồi, đừng có dập lại nữa, cái miệng ông dập lại mới thấy ghê đó. Thôi được rồi, giỡn gì, gì cho nó là thử tụi nó vậy thôi. Cho hai đứa cưới nhau, vậy thấy sao? Cảm ơn mẹ, cảm ơn bác Tư. Trời đất ơi, nó nói như là lân thi pháo không? Nó làm thấy ghê ghê không? Cái gì? Con có một chuyện rất quan trọng thưa với bác. À, lại thưa lại trình hả? Dạ. Được, bây giờ tôi sẵn sàng ngồi nghe cậu thưa, cậu nói đi. Dạ, nhân tiện mà bác làm đám cưới cho Thọ và Thắm. Ừ. Con xin phép bác cho con, bác cho con ké luôn cái đám cưới với Mận được không bác? Dương Đông kích tay này nọ. Được. Tính trước hết rồi. Nhưng mà khoan đã, tôi là sống là không có cổ hủ như người xưa, thấy không? Cái gì theo được theo, cái gì không theo được là không theo. Chẳng hạn như cái chuyện con cái đó, không có chuyện mà áp đặt là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. À, tôi đàng hoàng hỏi con gái tôi, nó đồng ý á là tôi ok thôi. Đâu. Thôi, tôi không có về Mỹ với anh đâu. Tôi phải ở đây chăm sóc cho tía tôi. Tía tôi đi đâu là tôi đi theo đó hả? Mẹ con gái tôi ở đâu vậy? Nó lạc ở đâu vậy? Mày con phải không? Con đó. À, cậu Phúc à. Dạ. À, con gái tôi nó đã nói như vậy rồi, tôi không biết nói làm sao. Cậu thấy làm sao? Thì đã nói vậy làm sao cưới được, bác tôi về chứ cưới gì nữa. Nó nói gì vậy? Cái gì đó vậy? Ít nhất là khi mà tôi giả bộ tôi nói như vậy thì anh chịu khó anh quay lại anh năn nỉ tôi chút xíu. Anh năn nhịn tôi một lần không được hả? Năn nỉ là năn nỉ làm sao? Thì anh phải cưới tôi, anh hiểu không? Tôi có nói cái gì anh cũng phải cưới tôi. Anh phải cưới tôi nè, anh biết không? Đó, thấy chưa? Cái này mà là con gái của tôi nè. Trời ơi, trung trinh tiết tiệt không? Dám nói, dám làm. Đó, thấy à. Thôi bây giờ đó là cặp bên đây, cặp bên đây cũng là con gái của anh không? À. Bây giờ đó tụi nó cũng đâu vô đó hết rồi. Thôi bây giờ lựa ngày lành tháng tốt cho tụi nó làm luôn, chậm 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 đi. Đúng rồi. Ừ. Nó đỡ hao, đỡ tốn. Ừ, đó, rồi xong vậy đi. Cho hai cặp rồi nó đến nhau luôn. Rồi. Rồi, quyết định vậy nha. Ừ, xong. Giải tán em. Cái gì đây cha? Mày lúc nào mày cũng làm chuyện quan trọng không mà. Mày biết mày ở, người ở nhà tao mày làm như ông nội tao vậy đó. Tại sao cái gia đình này lại vô tâm như vậy? Tôi là cái gì trong căn nhà này? Mày là người ở tao chứ mày phải cha tao. Người ở thì cũng phải được cưới chứ. Thì mày cưới đi, ai cấm cản mày? Cưới ai? Phúc nhỏ. Trời đất ơi, thiệt luôn, mày làm cái chuyện quan trọng tao biết là mày cưới nó. Mà hỏi mày thử coi sao. Được rồi, tao đồng ý được chưa? Còn chị thấy sao? Thì đó, bây giờ đây có một cặp, hai cặp, ba cặp thì là nó chịu nhau hết rồi, bây giờ quyết định cưới luôn. Xong. Sao ba cặp được? Một, hai, ba. Bốn cặp mới được chứ. Ông bị sao vậy? Một, hai, ba, tôi đếm ba cặp rõ ràng, ở đâu mà lồi ra bốn cặp? Bốn cặp nè. Trời ơi. Mình còn phải thế hả bác? Bây giờ đoàn em nó giận, nó chạy con cào luôn, thấy chưa? Giận sao? Ôi, người đàn bà đức hạnh của anh quá quỳ em ơi, anh quỳ và không hề thấy đau đầu gối. Bây giờ mình đau đầu gối đâu rồi, nghĩ sao giờ mình còn ăn hả? Anh gì Năm nói rồi, anh nghe cây gì Năm cứ mà cứ mà ra rồi hả, ăn vô lại chứ đừng có để cho cái thứ mà cắn đi nghe nha, tao cắn nha, tao cắn mày nói từ đó lại nghe chưa. Tôi nói như vậy mà vẫn ăn được chưa? Đúng không chị? Mày đây con chị mày đâu? Đậu mi đầu tiết. Nhìn thiệt. Đúng rồi. Ok. Rồi. Sao?
Đây. Cho anh, cho không cho anh. Tâm lý sao? Đi. Tao bây giờ tao không hiểu tại sao mà con nhỏ đó yêu mày được, không được. Khổ mày ghê. Nè, tao nói mày nghe, hiểu không? Như vậy nè, đó, đúng không? Rồi cái anh đi lên rồi, để anh bốc ơi. Mà nó chỉnh mày tâm lý trước luôn, thế nào cũng có cảnh đó chắc. Anh ơi, anh Phương ơi, anh đẹp nè, đẹp qua đây anh Phương ơi. Ok, rồi tiếp tục. Rồi, máy nói lên chạy. Rồi xuống xuống nhấc poly. Chặt luôn đó. Máy chạy. Máy đang chạy. Chứ ai xuống ngồi đó dép lên nha. Mất mẹ đôi dép rồi. Dạ, mất dép luôn hả? Có cậu không để dép ở bên trên.